mình thủy sẽ đọc 10 thành công đầu tiên nha anh chị ha à, để chúng ta thứ nhất là rất là năng lượng này thứ hai là thủy có tiền đúng không ạ các bạn nhìn thấy về tài chính này rất là thích luôn đúng không à, anh chị nhá thủy thủy đọc là comment là tiền về rất là nhiều luôn anh chị cho nên chúng ta hãy comment nha à, những cái thành công của anh chị ngày hôm nay hôm qua anh chị ứng dụng như thế nào tiền về như thế nào gọi tên tiền về <laughs> à, đó à, tiền về anh chị như thế nào ứng dụng ra sao đó ừ, chúng ta sẽ cùng nhau à, cùng nhau tổng kết cái thành công của ngày hôm nay nha để thủy sẽ, vời thì sẽ à, tuyệt vời quá thủy sẽ nào ra bài luôn anh chị cứ tổng kết nhé thì sẽ đọc ít là 10 10 thành công thôi để cho chúng ta rộn ràng để phòng zoom rất là rộn ràng nữa này thứ hai nữa là khởi động một phòng zoom là chúng ta chỉ nói về tiền đúng không tập trung vào tiền thì sẽ thu hút được nhiều tiền đến với chúng ta nhiều hơn yes see the anh chị ứng dụng cái này là phải ra tiền ngay nhé à, với những cái kiến thức này là thủy khẳng định với anh chị là ứng dụng ngay lập tức với luật hấp dẫn đấy chúng ta đừng có nghĩ rằng luật hấp dẫn là để thu hút những cái số tiền lớn 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 No, không phải đâu chúng ta phải thu hút từ những số tiền nhỏ từ nhà từ những mục tiêu nhỏ một lớn dần lớn dần lớn dần đúng không ạ à, nên là à, chúng ta hãy đặt cho mình những cái số tiền à, bằng đúng cái công thức của mình thôi chúng ta đừng có mà đặt vốn quá đặt vốn quá là tiềm thức nó kiểu gì thì cũng đẩy được cho anh chị lên các anh chị em nhóm trưởng cũng đẩy được cho anh chị lên thế nhưng mà nếu như mà chúng ta đặt vốn quá là tiềm thức nó bị gãy cánh đó, cho nên cứ đặt đúng công thức đi giúp thủy đặt đúng công thức đi là sẽ có thể đẩy được cái 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 con số của anh chị lên rất là nhanh luôn khi anh chị đạt được rồi ấy khi anh chị đạt được rồi nhé đẩy lên cực kỳ nhanh thủy khẳng định cho anh chị như vậy ừ, lúc đó niềm tin của mình tăng rất là cao nhưng nếu như mà chúng ta mà uh, chỉ tập trung vào cái con số lớn đó mà đến khi mà tiềm thức đang hút cho chúng ta này đang hút cho chúng ta đó, thì chúng ta lại mất cái niềm tin mà khi mà không có niềm tin thì ngay lập tức cái cây cầu nối giữa anh chị với vũ trụ à, là sẽ cắt đứt ngay lập tức. Đó, chính vì vậy anh chị hãy đặt cho Thủy từ những cái con số mà đúng công thức giúp Thủy nha. Wow, siêu tuyệt vời luôn. Rồi, Thủy sẽ đọc. Chị về, yes. Chị thì về đọc về. Chị thì đọc tên tiền về đi nha. Buổi sáng nay anh chị em nào mà Thủy đọc trên live stream là tiền đều về hết đó anh chị ha. Hmm. Rồi, các anh chị chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Rồi xin chúc mừng 2A2 bạn Huyền Phương tiền về 2 triệu 280 nghìn yes cảm tiếc thức cảm thấp. chúc bạn ngày hôm nay về 22 triệu nha siêu tuyệt vời xin chúc mừng bạn à, phải cảm ơn nha anh chị hãy viết viết theo cấu trúc cho thủy nha cú pháp nha tên này tiền về nè rồi cảm ơn tất cả các anh chị em nhóm trường nha à, chứ không phải chỉ viết không thôi anh chị ha rồi Xin chúc mừng bạn 2V201, bạn Xuân. À, xin chúc mừng bạn Xuân. Tiền về ngày hôm nay 300k. Yes, cảm tiền thức, cảm tiền trước. Rồi, tí nữa về đến 3, 3 triệu này. Yes. Wow, à, siêu tuyệt vời luôn. Hmm. Xin chúc mừng nhóm trưởng siêu tài giỏi Miss Phạm à Phạm Nhi à bạn Phạm Nhi. <laughs> Nghe nhìn đi Phạm Nhi anh chị. Ạ. À, rồi xin chúc mừng bạn Miss Phạm Nhi, tiền về 300k. Yes, à, cảm tiêm thức, cảm tiêm thức, siêu tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng bạn Tôi là 500 xíu tiền tài sản đúng không ạ? Xin chúc mừng bạn 2A2 Miss Hương Nguyễn, tiền về 728k. Yes, à, tôi là 500 xíu tiền tài sản, cảm tiêm thức. Xin chúc mừng bạn Mai Hồng Phương, tiền về 500k. Yes, biết 20 điều biết ơn, bỏ quý tự do tài chính, quá tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng bạn Như Hoa. Tiền về 1 triệu. Yes. Cảm tiềm thức, cảm tiềm thức. Wow, xin chúc mừng nha. Chúc mừng bạn hôm nay về 10 triệu nha. Từ giờ đến tối vẫn còn thời gian anh chị. Vẫn đặt mục tiêu của mình lên nha. Tiền vẫn đang về. Tiền vẫn đang về nha. <laughs> ok. Bạn 2E303. Hôm qua em được trả 3 triệu tiền nợ thì mình sẽ không dùng ngôn từ như thế này. Mình dùng ngôn từ là thu hồi thu nhập. Nếu như mà mình dùng nợ là nợ sẽ đến với mình nhiều hơn. Anh chị sẽ thay đổi ngôn từ giúp thủy nhá. À, anh chị sẽ là xin chúc mừng 2 e 303 thu hồi thu nhập 3 triệu. Rồi, yes, cảm tiềm thức, cảm tiềm thức. Hôm nay em muốn thu hút 300 nghìn là như nào? Thu hồi thu nhập 3 triệu, thu thu hút có 300 nghìn thôi á. Trời ơi, 3 triệu thì bây giờ phải thu hút là 5 triệu, 10 triệu chứ thu hút xuống có 300 nghìn thôi à. À, siêu được vài. Rồi, thì chúc cho bạn ngày hôm nay thu hút 1 triệu thêm 4 triệu nha. Yes. À, đặt con số lớn, nghĩ lớn đi anh chị ơi. Nghĩ lớn đi, nghĩ lớn, thành công lớn. Nghĩ lớn, thành công lớn anh chị ha. Cứ nghĩ lớn lên, còn việc tiềm thức sẽ sắp xếp theo một trật tự linh thiêng. Xin chúc mừng hai b 5 Lê Diễm. Hôm nay tiền về 1 triệu. Yes, cảm thức, cảm thức. Thì chúc chị về 10 triệu nha. Siêu tuyệt vời luôn. Bạn nào đây? 2333 đây. Ok, bạn không có tên có nhóm nha. Bạn phải quay trở về Nhờ những người gửi đường link cho bạn đó. Gặp lại nhóm trưởng của mình để xin số tên, số nhóm thì Thủy sẽ đọc bạn nha. Hai bạn này tuyệt vời này. À, bạn này tuyệt vời này. Chắc chắn là bạn này rất là nhiều thành công luôn này. Xin chúc mừng 2V201 bạn Bích Lụa chấp một chai livestream chuỗi 21 ngày. Quá tuyệt vời. Yes. chớp đất tiền về 20 triệu yes yeah. cảm tiền thức cảm tiền thức wow tôi là 500 siêu tiền tài sản tuyệt vời quá lòng chị đón nhận 20 triệu siêu tuyệt vời xin chúc mừng 2 a 2 bạn thu thảo hôm nay tiền về 10 000 đồng à 10 000 đồng yes wow các bạn phải các bạn các bạn viết có tên có nhóm mà phải viết cảm ơn nha ngày mai tất cả những bạn nào mà viết chúng không như này thì không đọc đâu nha xin chúc mừng 2 v 3 anh lê minh tiền về 770k yes cảm tiềm thức cảm tiềm thức cho chép học livestream buổi sáng viết năm lòng biết ơn thật là tuyệt vời tôi là nam châm siêu hút tiền viết năm lòng biết ơn rồi anh viết năm trang biết ơn đi tiền về ngập tài khoản tiền về 7 triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đó thì mỗi lần viết lòng biết ơn viết 10 phút mà tính viết ba trang đấy anh chị tập trung vào lòng biết ơn đi lòng biết ơn là tần số cao nhất để anh chị thu hút tiền bạc và tài lộc đó à, cho nên mình viết càng nhiều mình chuyển hóa càng nhiều cảm xúc về tình yêu thương và lòng biết ơn thì bạn sẽ đạt được rất là nhiều những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình không chỉ là về mỗi tài chính đâu anh chị nha không chỉ mỗi tài chính mà còn về sức khỏe về mối quan hệ và hợp hạnh phúc nữa anh chị ha uhm. à, đứng đúng rồi yes rồi à, tuyệt vời quá xin chào chúc mừng bạn Nguyễn Lan viết 20 điều biết ơn wow viết nhiều anh chị ha còn mà Thủy không thấy, không thấy anh chị em nào biết lời biết ơn về tiền à? Các anh chị nhận được 100 điều biết ơn về tiền chưa? Lời cảm ơn về tiền đó. Anh chị à, chưa nào có, chưa có nha. Chúng ta sẽ nhận 100 lời biết ơn về tiền tới của các nhóm trưởng gửi cho anh chị nha. À, ngày hôm qua Thủy viết 100 điều chính xác, 100 điều luôn. Tiền của Thủy về 30 triệu đó anh chị. Yes, ma tôi là 500 siêu tiền tài sản. Xin chúc mừng 2V302 tiền về 450 000 yes cảm tiêm thức cảm tiêm thức wow tôi là 500 siêu tiền tài sản chúc tiền ngày hôm nay về 4 triệu rưỡi nha quá tuyệt vời luôn xin chúc mừng 2 g 4 bạn giang à, tiền về 600 k yes chúc bạn ngày hôm nay về 6 triệu yes từ giờ đến tối vẫn còn nhiều tiền lắm anh chị đẩy năng lượng của mình lên nha đặt mục tiêu tiếp theo cho mình đi anh chị chúc mừng thành công 2 b 3 miss thanh hương Tiền về 4 triệu, chép 100 điều biết ơn về tiền. Quá tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng thành công của bạn. Yes, xin chúc mừng 2N6 tiền về 400 000 Yes. Wow, bạn này bạn này là tiền lớn, tiền lớn anh chị, tiền lớn, tiền lớn nè. Xin chúc mừng 2 l 408 Bạn chúc thu hồi thu nhập 50 triệu. Yes, cảm tiền thức, cảm thức, cảm tiền thức. Ui, anh chị ơi, năng lượng quá anh chị ơi, bên thủy 14 giờ 5 giờ sáng. Năng <laughs> lượng quá anh chị ơi. À. Lê Minh à? à, không nhóm của thủy có hai bạn Lê Minh, một bạn là con là nam, một bạn là nữ, thì thủy cũng có vừa đọc một bạn Lê Minh rồi đó, biết năm lời biết ơn phải không? À đó, chỉ có vừa đọc một bạn Lê Minh nhưng mà không biết Lê Minh nào thôi, hai bạn đều đều ghi số giống nhau. À, xin chúc mừng tất cả các anh chị em nha. Xin chúc mừng bạn 2N6 đến từ nước ngoài tiền về 35 đô. Wow, xin tuyệt vời bỏ quý tự do tài chính tôi ở Nam Châm siêu tiền tài sản. xin chúc mừng bạn 2N404 thu huyền tiền về 1.000 triệu là bao nhiêu? Là 1 triệu à? Rồi tiền về 10 triệu. Yes, cảm tiềm thức, cảm tiềm thức. Yeah. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, thôi bây giờ hôm nay đọc hết nha. Đọc xem là còn nhiều quá anh chị ơi. Yes, nhiều quá nhiều quá xin chúc mừng 2 a 2 bạn thu thảo tiền về 20 triệu yes cảm tiềm thức cảm tiềm thức quá tuyệt vời luôn ngày mai anh chị đọc đúng cú ghi đúng cú pháp nha nếu không thì không đọc đâu nha anh chị ha wow. thế nào rồi tuyệt vời xin chúc mừng bạn nguyễn phương khách hàng gõ cửa mua hàng tiền về 530 k yes hôm nay chị sẽ về 5 triệu 300 trăm nghìn wow siêu tuyệt vời luôn xin chúc mừng bạn 2N401 tiền về 750k yes cảm tin thức chép hai trang livestream chép nhiều đi chép 10 trang livestream đi chị bạn ơi chép livestream là tiền về đấy thủy nói với anh chị thủy lớn lên từ livestream này anh chị anh chị tin thủy đi anh chị muốn trở nên thành công và giàu có anh chị phải chép livestream livestream là tổng kết trên 100 đầu sách rồi là những tư duy xuất chúng nhất mọi thời đại nhóm trưởng thanh tú đúc kết lại cho anh chị À, và anh chị chép livestream là gốc dễ của anh chị đó, à, cái gốc rễ của những tỷ phú la đó, nên là mình phải chép livestream nha. Chép 1 trang livestream tiền về 1 triệu, 2 trang livestream 2 triệu, 3 trang livestream 3.4 triệu bốn trang live stream, bốn triệu, 4 triệu 10 trang livestream 10 triệu được không ạ? Để chép livestream nha anh chị nha. Wow, siêu tuyệt vời luôn, Xin tuyệt vời luôn. Xin chúc mừng 2n6 bạn Xuân Trần, tiền về 400k. Yes, cảm tên thức, cảm tên thức. Quá tuyệt vời luôn. À, thì sẽ cố gắng đọc tất cả các thành công của anh chị. Wow, siêu tuyệt vời. Rồi, xin chúc mừng tất cả các anh chị nha. Xin chúc mừng thành công của tất cả các anh chị. Thì, lúc nãy anh chỉ đọc thành công, anh chị có ăn mừng không đấy? À, <laughs> thì hỏi tất cả các anh chị lúc mà thì, gì này? Xin chúc mừng 2B502 bạn Nguyễn Ngân. Xin mời nhá, mời bạn này đi ra ngoài anh chị đi. Trời ơi, bạn nên nằm bạn nghe kiến thức của chị á. Mời bạn ra ngoài đi không cần biết thì không cần biết các bạn là ai nhá thì không cần biết là số tiền của các bạn tài sản của các bạn lớn như thế nào nhá nhưng mà nhá thủy nhá 5 giờ sáng 3 giờ đêm hôm qua thủy mới ngủ nhá 5 giờ sáng dậy chia sẻ cho các anh chị nhá trời ơi anh chị nếu mà không tôn trọng thủy nhá thì thủy cũng không cần không cần anh chị ngồi đây nghe kiến thức của thủy đâu à, đúng không ạ nhá chúng ta nè chúng ta chưa quen với cả cái mà ăn mừng thành công phải không thì chúng ta cứ ăn mừng thành công đi thì kể cho anh chị nghe nhá tiềm thức không phân biệt tiền của ai đâu tiềm thức cũng không hiểu con số tiềm thức cũng không biết là một nghìn hay là một tỷ đâu anh chị ạ nhưng tiềm thức sẽ biết được anh chị rất là vui khi có tiền cái cảm xúc của anh chị đó cái cảm xúc của anh chị như nào á thì tiềm thức sẽ thực thi như vậy luôn cho nên là khi mà anh chị chỉ đọc ăn mừng thành công anh chị phải vui anh chị phải ăn mừng và anh chị phải đón nhận cái điều đó khi anh chị đón nhận như thế thì tiềm thức của anh chị hiểu một điều rằng là à chủ nhân của mình rất là yêu thích tiền và sẽ hút cho anh cho anh chị nhiều tiền hơn thủy khẳng định với anh chị luôn từ giờ đến tối nhá nó hút cho anh chị nhiều tiền luôn bởi vì nhá anh chị biết không mỗi một lần thủy thức dậy ấy, là đã trưa của việt nam rồi các bạn nhân nhắn có bạn chỉ về một triệu rưỡi thôi nhưng mà đẩy được lên đến 11 triệu 12 triệu cũng có có bạn bốn năm chục triệu cũng có nên thủy khẳng định với anh chị rằng ấy là chắc chắn là đẩy được lên chưa hết giờ đóng cửa chúng ta vẫn có quyền đặt những cái mục tiêu của mình lên nhưng chúng ta phải ăn mừng chúng ta phải vui chúng ta phải đón nhận những người con đó về với chúng ta phải yêu thương tiền như là con của mình ấy thì tiền mới đến với mình nhiều hơn được còn nếu như mà chúng ta mà nhìn thấy tiền mà chúng ta thờ ơ chúng ta lạnh nhạt thì tiền không có đến với chúng ta đâu anh chị ha à, cho nên là chúng ta phải làm sao chúng ta phải yêu thương tiền chúng ta phải à, chúng ta phải ăn mừng thành công với tiền nha anh chị nha anh chị chào chị xíu đó chúng ta phải ăn mừng với bất kỳ những cái thành công nào đến với chúng ta đó chứ không phải là chỉ đọc thành công anh chị ngồi đó no 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 không phải như thế đâu anh chị ha không phải như vậy đâu à, đó rồi ngày hôm qua thì chúng ta đã có đi qua à, đi qua những tư duy của người thành công rồi đúng không ạ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ qua tự là niềm tin của người thành công Thì trước khi mà chúng ta vào bài chia sẻ của ngày hôm nay Là chúng ta sẽ cùng nhau làm sao Làm những công việc của người thành công Những thói quen của người thành công Thói quen của người thành công là Ra quyết định trước khi bắt đầu à, Bạn sẽ nhận được giá trị gì Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm nay Bạn sẽ đạt được cái mục tiêu như thế nào Bạn sẽ có bao nhiêu đơn hàng à, Đó thì bây giờ chúng ta sẽ dành ra một phút để chúng ta cùng nhau à, ra quyết định cho cái buổi học của ngày hôm nay nha rồi xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị một phút bắt đầu cảm ơn tất cả các anh chị Rồi cảm ơn tất cả các anh chị ha. Rồi chúng ta quay trở lại màn hình nào. Ngày mai tất cả các anh chị khi mà chúng ta comment thành công đó là chúng ta thì hướng dẫn anh chị này anh chị sẽ comment tiền trước, sau đó là anh chị sẽ cảm ơn các nhóm trưởng của mình, người gửi đường link cho mình, những người mà đã trao giá trị cho anh chị hàng ngày đó, chia sẻ cho anh chị những cái bí kíp thành công đó để anh chị rút ngắn con đường thành công của mình thì chúng ta cũng phải gửi lời cảm ơn tri ân tới các nhóm trưởng nha à, hãy biết ơn những gì mình đang có trong khi theo đuổi những gì mà mình mơ ước đúng không ạ ừ, người nào mà có lòng biết ơn thì sẽ được ban thêm người nào mà không có lòng biết ơn thì sẽ bị làm sao à tước đi ngay cả những thứ mà người ta đang có cho nên chúng ta sẽ phải làm sao luôn luôn tập trung vào tình yêu thương và lòng biết ơn à, phải cảm ơn anh chị ha rồi chúng ta quay trở lại cái bài của ngày hôm nay trên màn hình của Thủy thì nhìn thấy rất nhiều anh chị em ở trong nhóm 90 ngày chúng ta đang học ở bên đây. À, anh chị em nhớ nhá chúng ta sẽ ưu tiên cho cái nào quan trọng trước. À, chương trình doanh nhân xuất chúng và chương trình 90 ngày rất quan trọng với anh chị ha. Cho nên tất cả xin mời tất cả các anh chị yêu quý của Thủy nhưng anh chị vẫn quay về chương trình 90 ngày giúp Thủy nha. Hoặc anh chị nào đang học hai hai Zoom nặng thì anh chị cũng quay trở về giúp Thủy nha. Bởi vì nếu học cả hai anh chị không nhận được cái giá trị gì đâu. À, đó, chúng ta tập trung vào một nơi thôi là quay về 90 ngày. Còn chương trình của Thủy anh là đã được quay lại rồi, đã được phát lại rồi. Cho nên anh chị sẽ xem lại giúp Thủy ham. Và nhóm đọc sách là không tuyên truyền đạo giáo, không muốn bán dưới bất kỳ sản phẩm gì, cũng không thuộc một cơ quan đoàn thể nào cả. Nhóm đọc sách là những người yêu trí tuệ, yêu tri thức, những anh chị em trên toàn thế giới với cả những anh chị em ở Việt Nam nữa. Chúng ta cùng đến đây, cùng học tập, cùng phát triển. Cùng tạo ra dòng tiền bằng chính trí tuệ của mình, kiến thức của mình. Và cùng nhau trải nghiệm khi tuổi đời còn rất trẻ. À, nên là nhóm đọc sách là không buôn bán gì anh chị ha. Ừ. Anh chị em nào mà đang ở trong uh, 90 ngày xin mời về nha. Thì nhìn thấy rất là nhiều luôn á. Rất là yêu thương anh chị luôn. Nhưng chúng ta hãy quay trở về 90 ngày chúng ta học tập ước thủy nha. Đó mới là lơi kiếm cho chúng ta rất 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 là nhiều dòng tiền luôn anh chị nha. Tuyệt vời quá. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận tiếp tục về những niềm tin của người thành công thì chúng ta có ba quy luật của niềm tin anh chị ghi bài xuống giúp thủy nha một niềm tin thứ nhất đó chính là niềm tin không tích cực anh chị cho thủy hỏi nhá uhm, cho cho thủy hỏi này chúng ta có thể học được gì từ những người không tích cực <laughs> chúng ta có thể học được gì từ những người không tích cực anh chị à những người không tích cực thì họ có những suy nghĩ có niềm tin không tích cực họ dẫn đến cái hành động của họ và tạo ra cái kết quả của họ đó là một kết quả không thành công vậy nếu như mà chúng ta tiếp xúc với người không tích cực thường xuyên thì thì hỏi anh chị có thành công không ạ chúng ta tương tác giúp thì những người không tích cực chắc chắn là những người không thành công rồi vậy nếu như mà chúng ta thường xuyên thường xuyên tiếp xúc với người không thành công thì chúng ta có thành công được không ạ? Chính xác luôn, không bao giờ chúng ta thành công được đâu anh chị. Không bao giờ thì khẳng định với anh chị nha, không bao giờ thành công được đâu. Điều quan trọng, đấy, điều quan trọng thì đã hướng dẫn, ngày hôm qua đã hướng dẫn rất kỹ cho anh chị rồi. Nếu anh chị mong muốn có một cuộc sống tràn ngập niềm vui, thì người đầu tiên anh chị cần phải giữ, đó chính là giữ sạch cho chính mình trước. À, niềm tin của mình, suy nghĩ của mình, thái độ của mình phải tích cực. Mình là người dọn dẹp trong tâm trí của mình. Niềm tin của mình không được chứa những niềm tin tiêu cực, không được chứa cái cảm xúc tiêu cực, anh chị được không ạ? À? Đó, bởi vì nhá, chúng ta nhớ này, những niềm tin không tích cực, những niềm tin tiêu cực đó nó không mang lại cái giá trị gì cho mình đâu anh chị ạ. À. Nó không mang lại giá trị gì cho mình đâu. Đó. Bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đồng ý với Thủy rằng nếu như mà chúng ta lo lắng về một cái điều gì đó, những cái điều mà nó không tích cực ấy, thì chúng ta có giải quyết được nó không ạ? Chúng ta có giải quyết được không ạ? Chúng ta không giải quyết được cái điều đó. Thậu, thậm chí là chúng ta còn lo lắng hơn. Chúng ta lo lắng hơn các anh chị. Đúng rồi, chúng ta không giải quyết được thậm chí là trồng chất cái lo này chưa đến, lo này chưa đến, cái lo kia lại đến. Càng ngày mình càng lo lắng hơn bạn không giải quyết được bởi vì là điều quan trọng đấy là có mình có hành động hay không thôi ừ, vấn đề thì nó vẫn ở đó thưa anh chị vấn đề nó vẫn ở đó bởi vì nó là vấn đề nhưng nếu cái điều mà chúng ta không muốn nó xảy ra là cái vấn đề là cái trở ngại trong cuộc sống khiến chúng ta phải lo lắng đúng không ạ vậy chúng ta bây giờ thì hỏi chúng ta lo chúng ta có giải quyết được không ạ nó chỉ làm cho chúng ta tụt năng lượng thôi cho, nó chỉ làm cho chúng ta không có một tí năng lượng nào thôi mà chính chúng ta phải hành động để chúng ta giải quyết cái vấn đề đó thay vì chúng ta ngồi đấy chúng ta lo thế này chúng ta lo thế kia chúng ta nghĩ thế này chúng ta nghĩ thế kia thì chúng ta phải hành động để chúng ta giải quyết cái vấn đề đó chứ không phải chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta vò đầu bứt chán chúng ta lo lắng không giải quyết được cái gì đâu anh chị thì thì khẳng định với anh chị luôn đó và khi mà anh chị lo lắng nhé, thông qua luật hấp dẫn nhé, sẽ thu hút chính xác nhiều điều lo lắng đến với anh chị luôn. Đó. Và đó là những cái chất độc hại cực kỳ luôn, khiến cho chúng ta không bao giờ thành công được. Khi mà chúng ta ăn một cái đồ ăn, đúng không ạ? Khi chúng ta uống một cốc nước, hay là chúng ta sử dụng những cái dinh dưỡng nào đó, chúng ta có phải cẩn thận không anh chị? Chúng ta rất là phải cẩn thận, bởi vì chúng ta ăn vào trong người chúng ta mà đúng không ạ để cho chúng ta sức khỏe mà có sức khỏe chúng ta cũng phải cần biết là cái này nó có lợi hay cái này nó có hại đúng không ạ đó chúng ta rất kỹ trong cái việc ăn uống vậy tại sao tại sao nhá chúng ta lại không kỹ trong cái việc suy nghĩ của mình cho thì hỏi chúng ta rất kỹ từ cái việc ăn uống từ những cái nơi từ những cái nguồn gốc là cái sản phẩm đó nó sinh ra từ đâu nó xuất đấy, nó như thế nào À, nó sản xuất từ đâu chúng ta rất kỹ vậy bao nhiêu anh chị trong số ở đây chúng ta đã làm xuất sắc cái việc này trong suy nghĩ của mình anh chị nói cho thì nghe xem nào chúng ta đã làm xuất sắc trong suy nghĩ của mình bao nhiêu anh chị rất kỹ càng trong suy nghĩ của mình yes đó não của chúng ta có phải ăn mỗi ngày không anh chị khi anh chị hình dung à, anh chị tiếp xúc với một ai đó anh chị tiếp xúc với cả một thông tin nào đó một tờ báo nào đó À, thì chúng ta nghe một cái câu chuyện nào đó Hay chúng ta xem một bộ phim nào đó Thì chúng ta đang cho não của mình ăn gì anh chị Chúng ta cho não của mình ăn gì đây anh chị Chúng ta tiếp thu từ mắt Chúng ta tiếp thu từ cảm giác Mỗi ngày chúng ta mở mắt ra Chúng ta học một điều gì mới Chúng ta đọc những cái thông tin mới Những con người mới Những câu chuyện mới Những sự kiện mới Những vấn đề mới Mỗi ngày chúng ta đều cho não của chúng ta ăn hết đó anh chị Bằng tiếp nạp những cái thông tin khác nhau niềm tin khác nhau. Vậy anh chị có chất lọc những cái thông tin đó khi mà mình đưa vào trong não của mình không anh chị? Mình có chất lọc không ạ? Tại sao đồ ăn thì mình chất lọc, mà tại sao não của mình ăn mình cũng không chất lọc? Có những người rất là tuyệt vời nhé, họ chỉ thích xem những cái cướp giết hiếp thôi, cướp giết hiếp thôi. Nhưng mà các bạn không hiểu một điều rằng khi mà các bạn cho não mình ăn những cái điều đó là toàn những cái điều tiêu cực thôi. Toàn những cái điều không giúp cho bạn thành công thôi. Uhm, không giúp cho bạn thành công luôn. Bao nhiêu anh chị lên trang mạng nhé. Chúng ta chỉ cần nghĩ trong đầu về những cái vụ đánh ghen này, vụ đánh ghen kia nhé. Tí nhé. Trên cái trang mạng đấy nhé. Xuất hiện hàng dài luôn. Hết vụ đánh ghen này đến vụ đánh ghen kia. Đó. Mà khi mà anh chị xem những cái đấy nó có giải quyết được cái gì cho mình không ạ? Thậm chí nhé. Anh chị tin cái điều đó nhé. Nó ứng dụng vào của mình ngay lập tức luôn. Uhm. Và thì khẳng định với anh chị nếu hàng ngày chúng ta cho não ăn gì này cho não xem gì này cho não nhìn thấy cái gì hàng ngày này tiếp xúc với những cái gì này thì thủy khẳng định anh chị sẽ trở thành người như vậy luôn nếu chúng ta cho não ăn gì thì anh chị sẽ trở thành người như vậy luôn sợ ông ạ có sợ ông anh chị chuẩn luôn đấy chứ đó thì ngày hôm nay tại sao thủy phải chia sẻ cái điều đó cho anh chị Thủy phải nói rất là kỹ cho anh chị bởi vì để cho anh chị xác minh lại đi, xác nhận lại bản thân chính mình đi. Nhưng anh chị nào mà ngày hôm nay còn xem những cái chương trình mà cướp giết hiếp, những cái trên những cái trang mạng của anh chị á, những cái người bạn của anh chị ấy, mà họ hay đăng những cái tin chưa được tích cực đấy. Anh chị ngày hôm nay mạnh dạn nhé, ăn fan đi cho Thủy đi, à, blog đi. Hoặc là nếu như mà thân thiết quá thôi, gia đình thì không blog được thì mình ẩn họ đi. Để những cái bài đăng của họ đừng lên trang của mình nữa thì anh chị chỉ cần nhìn thôi không cần nói đâu nhá chỉ cần nhìn thôi mà anh chị huấn luyện được tiềm thức của anh chị tin nhá là nó thực thi ngay và có một cái điều tuyệt vời như thế này anh chị ạ đó chính là anh chị bao nhiêu tuổi thì anh chị tiếp xúc với người chưa thành công bấy nhiêu tuổi thủy 39 tuổi trước khi đến câu lạc bộ thì tiếp xúc 39 năm với câu với những người chưa thành công vẫn suy nghĩ niềm tin của người chưa thành công vậy theo anh chị nha với chỉ có có người vào một tháng mình học thành công của người giàu có người vào có mấy ngày thôi có người vào một năm hai năm à, thì theo anh chị nhé như thủy thì bây giờ là thủy đã con được mình hết tâm thân trí của mình rồi à, nhưng có những anh chị chỉ vào một tháng thôi thì theo anh chị những cái suy nghĩ tích cực đó à, suy nghĩ chưa tích cực đó anh chị xem là nó thực thi ngay hay là anh chị học những tư duy của người giàu nó thực thi ngay à? nó sẽ thực thi những cái niềm tin mà anh chị hay xem ngày xưa đó anh chị chỉ cần xem một cái là nó, nó đi vào tầng tiềm thức của anh chị ngay lập tức đấy là bởi vì là chúng ta đã được lọc đi lọc lại lọc đi lọc lại nó tạo thành một thói quen rồi mà từ cái thói quen đó nó tạo ra kết quả của anh chị à, cho nên những người nào mà bây giờ này chưa được năng lượng chưa được tích cực tài chính chưa được cao à đó sức khỏe chưa được khỏe mối quan hệ thì luôn luôn không được hòa hợp thì ngay lập tức ngay hôm nay nhé bài tập về nhà của thủy anh chị hãy lọc lại cái các các cái trang mạng của mình đi những cái người bạn nào của mình chưa được tích cực ấy họ cứ đăng lên những cái kêu ca phản nàn oán trách đó. thì làm sao thì đúng rồi đấy chính suy nghĩ đó thì em mới biết đúng rồi đó thì những người nào mà hay kêu như vậy anh chị mạnh dạn bỏ họ đi giúp thủy đi nếu như mà thân thiết mà không bỏ được họ hàng các thứ thì thôi thì nể thì ẩn họ đi để họ đừng đừng xuất hiện những cái bài báo của họ, những cái bài đăng của họ trên trang mạng của mình nữa. Bởi vì khi mình xem nhé, chắc chắn nó đi tiềm thức của mình và tiềm thức của mình nó quen với cả cái thói quen đó, nó sẽ thực thi rất là nhanh luôn, rất là nhanh luôn, được không ạ? Nếu như một người để cho não của họ ăn những cái thứ tiêu cực, người đó là người tiêu cực hay tích cực? Người đó là người năng lượng hay là người không năng lượng? À, người đó tỏa ra cái năng lượng thành công của người giàu có hay tỏa ra những năng lượng của người chưa thành công anh chị đó bao nhiêu anh chị em chúng ta nhé khi mà một buổi sáng chúng ta thức dậy tràn ngập năng lượng nhưng khi chúng ta mở những cái trang mạng ra à, chúng ta xem xong chúng ta xem những cái kênh cướp giết hiếp xong ôi giời thế là làm sao tụt năng lượng luôn đó hay một số anh chị em đi buôn bán đi à, anh chị có những cái người bên bán hàng bên cạnh đó à, đó bắt đầu mới một cái tâm thế à, không được à, tích cực. À, cái, mình vừa đến đến bán hàng với một tinh thần đúng không ạ? Anh chị vừa ấy rồi xong đi ra bán hàng rất là lưng ngược khí thế luôn. Gặp luôn cái bà hàng xóm bên cạnh. Bà ngồi bà cứ kêu ca phàn nàn Bà ôi giời hôm nay trời mưa nè. À, mưa thế này thì làm sao mà bán được hàng này? Kiểu này là ế từ sáng đến tối nè. Tôi thì tôi an toàn thế là làm sao? Anh chị bị tụt năng lượng không? Nếu như mà anh chị nghe những cái lời đó anh chị có bị tụt năng lượng không ạ tụt ngay lập tức đi chứ tôi thì tụt tôi an toàn đó tất đó cả những cái điều nhỏ nhé mình tưởng chừng là nhỏ thôi nhưng nó ảnh hưởng đến niềm tin của chúng ta rất là nhiều luôn mình ảnh hưởng đến niềm tin của chúng ta rất là nhiều thì chỉnh lại cái mic này cho anh ok ảnh ừ, hưởng đến cái niềm tin của chúng ta rất rất là nhiều luôn anh chị ha đó cho nên là Tắt tiếng luôn mọi người ạ à. Tắt tiếng luôn Cứ ngồi nói ra Sorry mọi người nha Sorry mọi người Tắt tiếng luôn anh chị ạ à. à, Cứ nói Ok Bây giờ mọi người thấy thủy chưa Mọi người thấy thủy chưa Lúc nãy vào nhưng mà tắt tiếng anh chị ạ à. Biết ơn dùng truyền mạng <laughs> Rồi ok Rồi đó thì Khi mà chúng ta xem Ok Chúng ta xem những cái mà Thông tin không được tích cực à, Chúng ta nghe báo này chúng ta nghe báo đài này chúng ta bị ảnh hưởng này thậm chí là có những anh chị là chúng ta thích làm cái việc đó luôn thích những câu chuyện than nghèo kẻ khổ à, thích là người là mình gọi là là người để mình chia sẻ san sẻ những cái câu chuyện của họ à, chia gọi là những người bạn tri kỷ anh chị anh chị có những người bạn tri kỷ đó không anh chị à, để à, gọi là cái gì cái đấy gọi là người bạn tri kỷ à? à có vui có phước cùng hưởng, có họa cùng chia đây đây đây, ngày xưa là dùng từ đấy đấy anh chị đó, thậm chí là mình thích luôn anh chị thích nghe những cái câu chuyện của họ luôn và bạn tập trung vào những cái điều đó thì thì hỏi rằng bộ não của mình có vận hành không ạ mình tập trung vào những cái điều không tích cực thì thì hỏi anh chị là cái bộ não của mình nó có vận hành không và khi anh chị nói những cái điều như vậy nha thì bộ não của mình liên tục liên tục cập nhật những cái thông tin những cái mặt niềm tin không được tích cực à, đó bạn than nghèo tự kể khổ là bạn làm gì đây là bạn tự ám thị wow đang học đang học live stream tiền về tiền lớn anh chị ăn mừng nhá yes wow xin chúc mừng anh gia hưng nhá tiền về 54 triệu 544 triệu wow Yes. hoa cảm tiền thức cảm tiền thức wow Xin tuyệt vời luôn wow oh chưa tuyệt vời đang học tiền về anh chị ơi vui quá đấy nên thì thấy con số lớn thì tặng lại cho anh chị chúng ta phải ăn mừng nhá số tiền rất là lớn luôn cảm tiền thức cảm vũ trụ đó được chưa à, bạn ấy ở phòng khác anh chị ạ bạn đang đang ở trên live stream bạn đang ở trên live stream anh chị đó cho nên là khi mà chúng ta than nghèo kể khổ thì mình làm sao đây thì mình sẽ là người như vậy mình nghe cái lọ, mình nghe cái đó là mình là người như vậy luôn anh chị nha và khi mình nghe như vậy thì não của mình liên tục liên tục cập nhật những cái niềm tin không tích cực và chính mình đó anh chị không phải ai khác chính mình là người tạo ra cái bữa ăn đó rồi chính mình làm sao là người ăn cái bữa ăn đó luôn uhm. bao nhiêu anh chị ở đây chúng ta đã từng ngồi nghe than vãn mấy tiếng đồng hồ nào mấy tiếng đồng hồ cái lời than vãn của người khác nào à, họ gặp họ là làm sao không tích cực này đổ lỗi này kêu than này khi nghe xong này tụt hết cả huyết áp luôn này đó à, bao nhiêu anh chị tôi tôi dùng không tôi đó và khi anh chị nghe xong thì nó nó có giúp anh chị tiền về không anh chị ơi những anh chị có mình tôi này em đây này nó có giúp anh chị tiền về không anh chị à, tư duy của niềm tin của anh chị có bị tình ảnh hưởng không anh chị và khi chúng ta cứ cho não mình ăn như vậy nha anh chị nha ăn đi ăn lại ăn đi ăn lại thì thủy hỏi nhá thì hỏi ngày nào anh chị cũng cho não mình ăn như cái cái thứ như vậy thì não của anh chị có phát triển không ạ? Mà thì nói thật nhé, món ăn tinh thần rất rất là quan trọng luôn. Nếu như mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái điều không tích cực, những cái thông tin không tích cực, những cái suy nghĩ không tích cực, thì cơ thể của anh chị cũng không tích cực luôn. Mà khi cơ thể của mình không có cái năng lượng ấy, thì mình không có thích làm việc gì đâu anh chị. Chắc chắn là không được luôn. Đó chính là mấu chốt đầu tiên của cái việc ứng dụng đó anh chị nha đầu tiên đó chính là quy luật niềm tin là cái những thông tin chưa được tích cực đó à, cho nên là điều quan trọng nhắc lại nhanh chị nha là anh chị tuyệt đối không được để bộ não của mình tiếp cận với những cái điều không được tích cực luôn luôn chỉ chứa não của mình nhá nhớ nhá phải định vị lại chỉ chứa những suy nghĩ tích cực những niềm tin tích cực thủy nhận thủy biết cái điều này nó không dễ dàng cho anh chị đâu nhưng quyền quyết định là của anh chị lời khuyên là của thủy nhưng quyền quyết định là của, anh chị anh chị có muốn xem xem ông mẹ thủy gửi hình ảnh anh chị ạ chiều lên mừng mẹ thủy gửi hình ảnh chắc chắn là tiền về <laughs> là tiền về tí ăn mừng nha đó cho nên là nếu như mà nhá nếu như mà nhá anh chị nhá mà để não của mình nhá có những cái thông tin á, không tích cực ấy thì ấy, nếu mà vẫn còn để cái đó nhá thì thủy khẳng định là không anh chị sẽ không bao giờ thành công được nhưng quyền năng của con người là quyền năng được lựa chọn và quyết định nếu như mà thủy bảo anh chị ơi cái này nó không tích cực đâu cái này nó không tuyệt vời đâu cái này nó không giúp cho các bạn thành công đâu nhưng anh chị vẫn lựa chọn cái đó rời phòng dung ra anh chị tiếp xúc với cái người đó mà năng lượng có tính lây lan năng lượng có tính lây lan ăn mừng à để thì ra nào năng lượng có tính lây lan cho nên là à cho nên là Yes, tiền về 15 triệu. Yes, cảm tiền thức, cảm tiền thức. <laughs> chị bảo mẹ thì gửi tiền. Gửi cái này là là có tiền mà. Tiền về đó. Ừ. À, đó. Gần 2, 30 triệu rồi. Hôm qua xin xin vũ trụ là hôm nay được 30 triệu. Thì sáng nay về 7 triệu. Bây giờ về 15 triệu là 22 triệu rồi. Còn 8 triệu nữa. Tiền vào anh chị? Quá tuyệt vời luôn. 30 triệu đơn giản mà. Hút nhanh lắm anh chị. Yên tâm đi. À, nên là anh chị bây giờ từng ngày đi tin Thủy đi hãy từng ngày thay đổi cảm xúc của mình, thay đổi suy nghĩ của mình, thay đổi môi trường của mình. À, Thủy khẳng định nhá, Thủy và các nhóm trưởng đẩy được tiền của các bạn lên luôn, đẩy lên luôn anh chị. Ừ, được không ạ? Thủy biết nó không dễ dàng, bởi vì không có thể là không phải từ đến từ do anh chị đâu, mà nó đến từ do cái thói quen. Ngày hôm nay anh chị 12 giờ đang ở trong phòng Zoom, nhưng sau đó 2 giờ anh chị quay trở về cái môi trường của mình. À, đó thì anh chị lại tiếp xúc với con người cũ À, đó anh chị lại nói những chuyện những câu chuyện cũ anh là tự dưng năng lượng có tính lây lan là tự khắc anh chị theo họ luôn à, à đó cho nên là ai là người ai là người làm chủ cái bộ não của mình anh chị mình làm chủ bộ não của mình nha à, mình làm chủ ngôi nhà của mình nếu như ngày hôm nay có cái người nào đó đến nhà của mình họ mang rác đến nhà mình vứt họ quậy phá trong nhà của mình họ xả rác trong nhà của mình thì mình mình có bực không anh chị? Mình có phải dọn dẹp không anh chị? Mình có phải dọn dẹp không? Cho nên mình phải ngăn chặn ngay từ đầu. Những mình nhìn thấy những người đó đến nhà mình là mình phải làm sao? Đóng cửa ngay. Nếu không là họ mang rác sang nhà anh chị đó. Họ mang rác sang nhà anh chị khẳng định luôn đó. Ừ. Và anh chị sẽ làm gì với những người này khi mà họ ở nhà mình luôn? À đó, mình 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 vào nè. Mình mình người ta đến nhà mình này, xong người ta xả rác ra nhà mình này. Thậm chí họ không đi luôn, họ ở nhà mình thì lúc đấy mình làm sao đây anh chị? Mình có đuổi họ đi không anh chị? Mình có đuổi không anh chị ơi? À, mình có đuổi không ạ? Bao nhiêu anh chị hiểu điều này? Bao nhiêu anh chị hiểu điều này anh chị? À, những cái người mà người ta mang rác sang nhà mình ấy, người ta người ta nói những cái điều không tốt này à, xong người ta kêu ca phản nàn oán trách này vậy cái người này người ta đến nhà mình liên tục liên tục liên tục thì bây giờ mình phải làm sao mình có đuổi họ đi không anh chị đuổi ngay đuổi ngay xin mời bạn xin mời bạn cầm chuỗi quét 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 mời bạn đi và lần sau nhìn thấy bạn từ xa thì đừng có mà mở cửa nhá coi như ở nhà không có ai ở nhà đi anh chị nhá ừ, đó những suy nghĩ không tích cực những niềm tin không tích cực đó nếu như mà nó muốn đi vào não của anh chị thì anh chị phải làm sao phải bảo vệ nó phải bảo vệ nó như anh chị nhá bởi vì nếu như mà chúng ta giữ nó thì chúng ta sẽ không bao giờ có năng lượng và chúng ta không bao giờ có tích cực. Nếu chúng ta không năng lượng thì chúng ta cũng không có ngân lượng luôn. Ừ uhm, đúng không ạ? Cho nên anh chị là người giữ nó, anh chị là người làm chủ nó. Quyền năng của anh chị là lựa chọn và quyết định. Cho nên ngày hôm nay anh chị lựa chọn là anh chị cho não ăn những cái điều tích cực để anh chị có nhiều tiền hơn, anh chị thành công hơn, anh chị giàu có hơn hay anh chị cho não mình ăn những cái điều không tích cực là lựa chọn của anh chị nhá. Là lựa chọn của anh chị. Đó. À. Ừ. đó cho nên là có rất là nhiều người mất thời gian thì không hiểu nhé họ mất thời gian về những cái uh, điều không tích cực khi mà có chuyện gì đến họ nghĩ nhiều lắm anh chị ạ à, khi mà ai mà nói không tốt về họ họ cũng nghĩ luôn họ mang cả đêm họ nghĩ về bực tức ấy. họ bực tức tức quá đúng không ạ con này nó nói mình thế này thế kia nói thế này nói thế kia đấy thậm chí là gọi nó ra để cãi nhau tay đôi luôn chửi nhau tay đôi luôn anh chị đó cho nên là không như anh chị nhà Mình không thích thì mình không giữ lại trong đầu của mình Mình không thích, mình không giữ lại trong đầu của mình Mình chúc phúc cho họ đi Chúc cho họ ngày càng thành công hơn Giàu có hơn à, Hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn Đó, chúc phúc cho họ đi mọi người Đó, sau đó đừng bao giờ chơi với họ nữa Đây là một điều vô cùng Vô cùng là quan trọng nha Mình phải nghiêm khắc với kỷ luật Với chính mình hơn anh chị Mình không được cho phép những cái suy nghĩ Không được tích cực Đó những cái niềm tin không được tích cực đó vào trong não của mình mà mình những cái đó nó không hỗ trợ cho sự thành công và giàu có đâu mà mình phải luôn luôn vui vẻ, chính trực, tỏa sáng. Viết cho thì câu này vào. Tôi luôn luôn vui vẻ, chính trực, tỏa sáng. Nói nhiều và anh chị ạ, nói đứng trước gương nói, tôi luôn luôn vui vẻ, chính trực, tỏa sáng. Bên trong như thế nào, bên ngoài như thế đó. Bên trong vui vẻ, bên ngoài vui vẻ, bên trong tỏa sáng, bên ngoài tỏa sáng trong tâm trí chính trực bên trong tâm trí của anh chị tỏa sáng thì cái tâm của anh chị rất là sáng và tâm sáng thì luôn luôn thu hút được những cái cơ hội đó những cái ánh sáng đó anh chị thu hút về với chính mình chúng ta luôn nhìn thấy những cái ánh sáng thành công những ánh sáng hy vọng những cơ hội đến với mình khi mà tâm của anh chị sáng à, khi mà anh chị có được những cái điều tích cực khi anh chị nhìn con người anh chị là những người năng lượng tích cực thì anh chị nhìn đâu cũng thấy cơ hội, anh chị nhìn đâu cũng thấy ánh sáng, anh chị nhìn đâu cũng thấy hy vọng và luôn luôn được tỏa sáng. Đây là một điều vô cùng vô cùng là quan trọng nha anh chị nha. Đó chính gọi được gọi là sức mạnh của suy nghĩ tích cực đó anh chị. Khi anh chị ứng dụng, anh chị sẽ thấy được những cái thành công vô cùng tuyệt vời. Thì khi mà chúng ta đạt được cái kết quả rồi là chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải luôn luôn giữ tinh thần của mình. Ví dụ ngày hôm nay này anh chị nào mà thủy đọc tên chắc chắn tiền của anh chị ngày hôm nay về tiếp thì bây hiện tại bây giờ này anh chị phải giữ cái năng lượng đó cái niềm vui đó là mình hình dung tưởng tượng 20 giờ tối nay mình lại được đọc tên trên Zoom tiếp và cái số tiền của mình phải gấp 10 lần hình dung con số 10 lần lên hình dung lên anh chị đó à, để luôn luôn phải giữ cái trạng thái đó nhưng tuyệt đối sau cái Zoom này mình không được đi ra ngoài tiếp xúc với những cái người không được tích cực còn nếu chỉ anh chị mà tiếp xúc với người không được tích cực nhá thì thủy có kéo rời anh chị cũng chẳng lên được. Bởi vì anh chị có biết không? Anh chị có biết là cái cái cái, cái 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 anh chị đi anh chị đã bao giờ đi làm pedicure cá chứ cá ăn chân ấy. cái con cá ăn chân đấy anh chị nhìn thấy không ạ? Chỉ có một người mà kéo một cái chân lên thôi mà hàng nghìn hàng triệu có cái 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 người nó kéo anh chị xuống, kéo anh chị xuống đó thì làm sao mà thủy kéo được anh chị lên? Đúng không ạ? À, đúng không ạ? Cho nên anh chị muốn thì kéo anh chị được lên được. Muốn tiền của anh chị về nhiều hơn thì anh chị phải chấp nhận buông bỏ một thứ gì đó. Chúng ta phải chấp nhận thôi anh chị ạ. Chúng ta phải chấp nhận bỏ đi một cái thứ gì đó để chúng ta thu lại được cái giá lớn hơn. Chúng ta phải chấp nhận đánh đổi. Chúng ta phải chấp nhận mát xa cá. Đúng rồi. Chúng ta phải chấp nhận. À, đó Nếu như mà anh chị muốn thì kéo anh chị lên thì anh chị phải chấp nhận buông tay một cái gì đó. Buông tay những người bạn chưa tích cực. Buông tay những môi trường chưa tích cực. Thậm chí nhớ nói thật với anh chị luôn nhé. Gia đình thì mình không bỏ được. Nhưng mình cũng tạm thời không nói chuyện nhiều. À, không nói chuyện nhiều đi. Đó, phải chấp nhận buông một xíu gì đó. Thủy không bảo anh chị buông tay gia đình nha. Mà Thủy bảo anh chị là nói chuyện ít đi thôi. Đó, và anh chị hãy tập trung cho tâm thân trí của mình trước. Từ 6 đến 8 tháng trước. Khi anh chị làm chủ tâm thân trí của mình rồi thì anh chị nói chuyện như thế nào cũng, cũng được không có sao. Nhưng mà bây giờ anh chị chưa làm chủ được tâm thân trí của mình nhé, thì họ kéo anh chị xuống rất là nhanh, rất là nhanh luôn anh chị. Đó cho nên là khi mà anh chị ứng dụng, anh chị muốn có thành công, muốn có thành công đó thì chúng ta luôn luôn chúng ta phải giữ được một cái tinh thần, chúng ta phải cho não chúng ta ăn những cái thứ tốt đẹp, mang lại tình yêu thương, tăng trí tuệ, gia tăng tư duy của mình lên bạn phải đam mê hơn, tràn ngập hơn, nhiệt huyết hơn. đó cho chúng ta, đấy là những cái thức ăn tinh thần cho não của anh chị đó. mà chính những cái thức ăn đó thì nó mới thu hút tiền về cho anh chị được. và đương nhiên là những món ăn đó là thủy gọi chung, đó chính là món ăn tích cực nha anh chị. Ừ. món ăn tinh thần thứ hai mà cái cái niềm tin được nói trong ngày hôm qua đó, đó chính là niềm tin hỗ trợ cho sự thành công và giàu có. Đặc biệt, anh chị nào muốn thành công về tài chính thì tích cực là chưa đủ. Tích cực chỉ giúp cho cuộc sống của anh chị nằm trong số 20% thôi. Tuy nhiên, nếu như mà anh chị muốn nằm trong top 5%, không những là chúng ta vừa happy nè, vừa tích cực này, mà chúng ta phải là người thành công và giàu có, thì chúng ta phải có những hệ tư duy khác nhau nữa. Và ngày hôm nay, Thủy sẽ đi qua những cái tư duy đó để chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ liên tục học hỏi, liên tục phát triển. Chúng ta học từ người thành công anh chị ha. Không bao giờ ngừng việc học tập và phát triển. Ngày hôm qua anh chị có nghe đúng không ạ? Năm 1963 tổng thống Mỹ John Kennedy có nói một câu đó. Lãnh đạo và học tập không ngừng đi đôi với nhau. Đó, liên tục liên tục phát triển, liên tục học tập nha anh chị ha. Và trên cuộc đời này, à, trên cuộc đời này nha anh chị nha, không không có cái gì nhất chỉ có hai trạng thái thôi. Một là phát triển, hai là lụi tàn. Nếu như mà chúng ta không phát triển thì bây giờ sao đây? Thì đồng nghĩa với việc là chúng ta lụi tàn, đơn giản như vậy thôi. Cho nên là tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, nếu như mà nó ngừng phát triển là nó đang chết đi đó. Vậy trong cuộc đời này nếu như mà chúng ta ngừng phát triển là cái con số của chúng ta bắt đầu đi xuống đó anh chị. Chứ không phải là như có những anh chị vào đây nhé. Từ 30 triệu, Đấy, xong các nhóm trưởng giúp lên cho 300 triệu một tháng, thế là họ happy rồi anh chị ạ, họ cảm thấy họ rất là happy. Sau đó họ không học tập và phát triển nữa. thì thủy khẳng định nhưng những anh chị đó nhá là ngay từ cái lúc đấy họ bắt đầu đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống đó anh chị. cho nên là chúng ta phải liên tục liên tục học nhá, không ngừng không ngừng nhá, chúng ta phải liên tục phát triển, à, đúng không ạ? và có một cái con đường, à, một nguyên lý đó có một con đường rất là tuyệt vời để giúp cho anh chị thành thành công về tài chính trong năm 2023 này một cách nhanh nhất ngắn nhất và dễ dàng nhất đó chính là gì anh chị thì đã nhắc với anh chị đó chính là gì đó chính là sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn dù anh chị tin hay anh chị không tin trong năm cái công cụ kiếm tiền của năm 2023 đó chính là sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn chúng ta phải nhớ nha chúng ta sẽ dùng 95% đang ngủ trong con người của mình đi làm việc cho mình. Chứ chúng ta không dùng 5% như ngày xưa nữa. Mà chúng ta sẽ dùng 95% đi làm việc cho mình. Thì không nhất thiết là phải 10 năm, 20 năm, 30 năm hay 40 năm anh chị mới đạt được điều đó đâu anh chị. Mà nếu như mà anh chị biết sử dụng ngay, sử dụng luôn nhé. Thì khẳng định với anh chị nhé, nhóm đọc sách của mình nhé, có người 6 tháng đã đạt cột mốc 1, triệu đô la rồi. Là tương đương ương với cả 24 tỷ Việt Nam đồng rồi. 24 tỷ Việt Nam đồng rồi. Đó. Cho nên là không cần phải mất 10 năm mới đạt được đâu. 20 năm mới đạt được. 30 năm hay 40 năm mới đạt được đâu anh chị nha Ừ. Đó. À, chị Hoa ở trong nhóm đọc sách của Thủy đó. Chị bảo là chị phải mất 22 năm. Chị mới có được 1 triệu đô la đầu tiên. À, đó. Thế nhưng mà nhé. À, Thủy chỉ đến với nhóm đọc sách là... 6 tháng đầu là Thủy đã có 1 triệu đô la đầu tiên rồi anh chị. 6 tháng đầu tiên là Thủy đã có 1 triệu đô la rồi. Còn bây giờ là Thủy đã nhân cái con số đó lên rất là nhiều. hay là chị, mà một người chị cũng là một đa triệu phú đô la nha anh chị nha. Bây giờ chị cũng đã có là đến mấy mấy triệu đô la rồi. Đó, nhưng mà chị bảo là chị phải mất hai mươi mấy năm mà các em chỉ làm có mấy năm thôi mà các em lên được cái con số của đó. Cho nên là rất là tuyệt vời luôn anh chị. Anh chị đến đây, anh chị tham gia nhé. Thủy khẳng định với anh chị luôn là không cần đến 10 năm đâu không cần đến 20 năm, 30 năm, 40 năm đâu anh chị. Mà anh chị có thể đạt được ngay, thậm chí là ngay bây giờ là những gì anh chị gieo này. À. <laughs> em bảo rồi, đúng rồi. Đó thậm chí là những gì anh chị gieo ngày hôm nay này, 6 tháng sau thôi đấy. Nếu như mà anh chị nghe các nhóm trưởng nhá, nghe thủy nhá, anh chị lỗ lực kỷ luật nghiêm túc nhá, khát khao nhá, làm chính xác nhá. Những cái gì mà Thủy đã được học nhé Anh chị đạt cột mốc giống như Thủy luôn khẳng định với anh chị thủy tự tin về cái điều đó luôn anh chị nha. Vậy bí kíp ở đây là gì? Đó, đấy, chúng ta phải làm sao để chúng ta định vị chúng ta nằm ở 5% đây. À, thủy sẽ chia sẻ cho anh chị. Tuy nhiên, tuy nhiên nhá, thủy sẽ chia sẻ những cái bí kíp đó cho anh chị hết, nhưng tuy nhiên anh chị có nắm bắt hay không nó lại phụ thuộc vào hành động của anh chị. Nó phụ thuộc hành động của anh chị bởi vì quyền năng của con người là quyền năng được lựa chọn và quyết định Chọn đúng một lần còn hơn lỗ lực cả đời. Đúng người, đúng việc sẽ thành công. Bác Donald Trump có dạy chúng ta rồi, đúng không ạ? Nếu như mà một người, anh ta kiếm được 100 đô la. Khi mà anh ta kiếm được 100 đô la rồi, anh ta dùng tiền đó để anh ta tiêu xài. Vậy cuối cùng anh ta có cái gì không anh chị? Anh ta không có một cái gì hết. À, đó cũng giống như một số bạn. Chúng ta kiếm được 10 triệu, chúng ta tiêu hết luôn 10 triệu thì chúng ta có cái gì không ạ? Chúng ta không có một cái gì đó luôn. Và cái thói quen này nó lặp đi lặp lại trong suốt nhiều ngày, nhiều năm, nhiều tháng. À, đó Và 5 năm sau, anh này không có một cái gì thay đổi luôn. Anh này không có một cái gì thay đổi. Ừ, uhm, đó Bởi vì là anh ấy có thói quen là cứ có tiền về là anh ấy tiêu tiền. Cứ có tiền về là anh ấy lại tiêu tiền. Cho nên trong 5 năm, anh ấy không có một cái sự phát triển nào anh ấy chỉ là tồn tại rồi. Anh ấy chỉ là tồn tại thôi chứ anh không có một cái sự thay đổi gì hết. Cái người thứ hai, anh này kiếm được 100 đô la, anh chị. À, anh ta trích ra 10%, anh ta trích ra 10 đô đi, anh ta để dành. À, sau đó anh ta tiêu 90%, anh ta để dành 10% là 10 đô. Đúng không ạ? Sau một năm thì anh ấy cũng để dành được khoảng độ 1.200 đô la. Nhưng sau một năm anh ta làm gì đây? iPhone 15 ra iPhone 14 ra quất luôn <laughs> để dành được tiền cả năm trời đó sau đó là lấy 1.200 đô la ra mua cái iPhone 14 luôn đó thì anh chàng này cho thì hỏi là nó có khác gì anh chàng thứ nhất đúng không ạ và sau nhiều năm anh này hơn anh chàng thứ nhất có hơn nhà anh chị nhỉ anh chàng kia là tiêu hết nhưng anh chàng này thì sau nhiều năm sau một năm thì anh chàng này có một cái iPhone 14 ừ, hơn anh chàng kia là một cái iPhone thôi đúng không ạ À, đó anh ta tích được một xíu tiền thế là anh ta mua hết một cái iphone luôn mua hết một cái iphone luôn và trong 5 năm anh ta tiêu xài kiểu vậy thế nên anh ta cũng không có cái gì cả cũng không có cái gì hơn À, đó người thứ ba thì sao người thứ ba thì sao người thứ ba khi mà anh ta có một nghìn đô la anh ta không dùng một nghìn đô la tiêu xài mà anh ta dùng một nghìn đô la đó để anh ta học cái lớp phát triển bản thân khi anh ta đến học một lớp phát triển bản thân, anh ta học những cái kỹ năng kinh doanh, anh ta học về kỹ năng đầu tư, anh ta học về cách gia tăng thu nhập của mình. Anh ta nâng cấp bản thân của mình lên. Anh ta bỏ ra 1.000 đô la để anh ta học cách nào mà trong vòng 100 đô la mà trong một, tháng anh ta có thể kiếm được 1.000 đô la. À, đó Thì bao nhiêu anh chị thấy rằng ở đây đó là anh ta đầu tư như vậy là một khoản đầu tư có lời. Thì anh chị say yes. À, anh ta dùng tiền của anh ta nhé Để anh ta học cách là Thay vì một ngày Anh ta kiếm 100 đô la đúng không ạ Anh ta sẽ biến à, một, nghìn, một ngày kiếm được 1.000 đô la chẳng hạn Một tháng kiếm được 1.000 một, một năm kiếm được 1.000 đô la đi Thì thay vì như vậy Thì anh ta sẽ dùng cái 1.000 đô la của anh ta học Học xong Anh ta sẽ kiếm là một tháng kiếm 1.000 đô la Đúng rồi Đó Đây là một khoản đầu tư vô cùng có lời Đúng không ạ Anh ấy lấy 1.000 ra anh ấy đi đầu tư lớp phát triển bản thân thay vì là một năm mới để giành được một, một nghìn. Thì bây giờ làm sao? À thì bây giờ là một tháng anh đã kiếm được một nghìn rồi. Anh ấy đi học những cái công thức đó, những cái kỹ năng đó để làm sao gia tăng thu nhập của mình. Và năm năm sau anh này có khác gì người trước không ạ? Khác hoàn toàn luôn. À, và điều kỳ lạ ở đây là khi anh này kiếm được một nghìn đô la rồi thì anh ta có dừng lại không anh chị? Khi anh ta kiếm được một nghìn đô la rồi anh ta không dừng lại anh ta vẫn tiếp tục tiết kiệm. Và khi anh ta tiết kiệm được 5.000 đô la, anh ta lại dùng 5.000 đó, anh ta đầu tư vào trí tuệ của mình. Để làm sao trong vòng 1 tháng anh ta kiếm được 5.000 đô la, anh ta đi học những cái công thức của người thành công. Để thay vì một năm anh ta để dành được 5.000 đô la, thì anh ta sẽ học một tháng kiếm luôn được 5.000 đô la đó luôn. À, đó, thì vậy cái khoản đầu tư này có lời không anh chị? À, quá là có lời chứ anh chị. À, đó cũng giống vẫn anh này sau 10 năm thì sao sau 10 năm anh ta cứ lặp đi lặp lại cái thói quen đó cứ lặp đi lặp lại đến khi anh ta kiếm được 10.000 đô la anh ta vẫn dùng đầu tư cho trí tuệ của mình và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thay vì thay vì một năm anh ta kiếm được 10.000 đô la thì bây giờ một tháng anh ta kiếm được 10.000 đô la luôn gia tăng tiền của anh ta lên gia tăng thu nhập của anh ta lên và tất cả những cái điều này anh chị nhá tất cả những cái điều này nó là một hành trình. Và tất cả những cái điều này khi Thủy nói lên không phải là ai cũng đi. Bởi vì đa số nhé, khi mà họ có 1.000, họ sẽ dùng mua iPhone. Khi mà họ có 1.000, họ sẽ dùng mua một cái xe máy. Khi có họ có 3.000, thì họ sẽ mua một cái Vespa. Khi có họ có 5.000, thì họ sẽ mua một cái SH. Thậm chí là khi họ có 20.000 đô la chẳng hạn, họ còn vay thêm tiền ngân hàng để họ mua một cái ô tô. Không phải ai cũng làm cái điều này anh chị. Ừ, đó không phải ai anh người ta cũng cũng chịu đi cái con đường này đó thay vì là một tháng một năm mình kiếm được 10.000 đô la nhưng mà mình bỏ ra để mình học cách kiếm ừ, mình bỏ cách ra để mình kiếm được là một tháng mình kiếm một 10.000 đô la luôn đó vậy bây giờ nhá thì cho anh anh chị hỏi nhỉ thì hỏi anh chị nha nếu như mà anh chị giành được 1.000 này hay hai hai nghìn này hay năm nghìn này hay hai mươi nghìn này anh chị dùng để mua xe máy này rồi mua iphone này rồi mua ô tô này cho thì hỏi nha anh chị dùng cái đó sau 10 năm thì ô tô iphone xe máy là tiêu sản hay là tài sản nói cho thì xem nào một nghìn anh chị ở đây nói cho Thủy xem nó là tài sản hay là nó là tiêu sản anh chị sau sau nhá anh chị nhá sau một sau 10 năm đúng rồi sau 10 năm nhé không những thu nhập của anh chị không tăng lên tư duy của chúng ta cũng không tăng lên luôn khả năng kiếm tiền cũng không tăng lên luôn mà những cái đó nhé ô tô mua từ 30.000 cứ cho mua 1 tỷ đi chắc chắn sau 10 năm không bao giờ bán được 1 tỷ luôn SH mua ví dụ 5.000 đi 150 triệu đi nhưng sau 10 năm chắc chắn không bán được 150 triệu đâu đó đúng không ạ nó xuống giá hết và nó là tiêu sản và tư duy của mình chả tăng lên tí nào luôn khả năng kiếm tiền của mình cách học cách gia tăng tài sản không biết luôn kiến thức trong kinh doanh không biết luôn thu nhập của chúng ta cũng không tăng lên luôn à, đấy là lý do vì sao mà người thành công họ luôn hiểu rằng họ phải đầu tư về trí tuệ họ luôn nâng cấp trí tuệ của mình lên họ luôn phát triển bản thân của mình lên và hiện tại những cái kiến thức mà anh chị tìm ở trên mạng đó là những cái kiến thức rất là quan trọng, à, đúng không ạ? Anh chị có đi tìm kiếm không? Anh chị vẫn đi tìm kiếm nhá. Nhưng mà khi mà bạn tin thì bạn thấy, thì bạn sẽ học và khi bạn học thì bạn sẽ giỏi lên. Khi bạn tìm kiếm thì con đường thành công thì sẽ có người đến giúp bạn. Khi bạn tìm đúng không ạ? thì vũ trụ sẽ mang đến cho bạn. Khi bạn sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Khi bạn tìm thấy nó, thì bạn có sẵn sàng học không anh chị? Bây giờ thì hỏi nha, chúng ta hiểu được cái điều đó rồi. Chúng ta hiểu rằng nếu như mà chúng ta không đầu tư về trí tuệ sau 5 đến 10 năm, tài sản của chúng ta không thay đổi, trí tuệ của chúng ta cũng không thay đổi. À, đó, à, tiền của chúng ta cũng không gia tăng. Vậy bây giờ chúng ta tìm kiếm được con đường thành công thì chúng ta có học không ạ? Chúng ta có học không anh chị? À, yes. À, đó, tuyệt vời đó. Đúng rồi. Đúng rồi, chính vì thế mới biết đến nhóm học tập. Tuyệt vời quá. Xin chúc mừng bạn Hoài. À, đó chúng ta phải sẵn sàng học anh chị ha chúng ta phải sẵn sàng học bạn sẽ tìm thấy con đường bạn sẽ tìm thấy cơ hội à, khi mà bạn tìm thấy rồi bạn phải sẵn sàng nắm bắt đó bạn phải sẵn sàng học ừ, cái nơi mà bạn có thể học tập cái nơi mà bạn có thể phát triển đó à, nó quan nó rất rất là quan trọng luôn bởi vì làm sao ạ à. À, người thành công thì bởi vì người thành công thì con số thì luôn luôn nói thật người thành công chỉ nói chuyện trên kết quả quan trọng là chúng ta có ứng dụng hay không à, bởi vì nhất như thủy đến với anh anh chị đúng không thủy hỏi anh chị luôn nếu như mà anh chị ứng dụng nhưng ngày hôm nay ngày mai tiền anh chị về ngay lập tức rồi thì khẳng định luôn thủy chỉ nói chuyện trên kết quả với anh chị thôi còn anh chị nào mà không có mình thành công chứng tỏ rằng anh chị đó gập vở vào anh chị lại quay về môi trường cũ và chúng ta không có nguồn tiền đến chúng ta không hút được tiền đến cho nên chúng ta không mừng ăn mừng thành công thôi <laughs> chứ còn thủy khẳng định với anh chị nhất tiền anh chị phải về mỗi ngày tiền của thủy về mỗi ngày mà và nhớ tiền là do mình hút đến không phải là do mình không phải là mình đi kiếm về đâu anh chị ơi tiền là do mình hút đến nha đó cho nên là khi mà thủy mang những cái tư duy cho anh chị quan trọng là anh chị ai đây ai là người ứng dụng nó đây à, ứng dụng để tạo ra kết quả còn người thành công nhé, họ chỉ nói chuyện với nhau trên kết quả thưa anh chị chúng ta nói rằng chúng ta không thành công là do cái này chúng ta nói rằng chúng ta không thành công là do cái kia à, đó à, chúng ta đổ lỗi cho hết cái lọ cái chai chúng ta cũng nói rằng chúng ta không có cơ hội chúng ta không có nhiều cơ hội vậy ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội rồi ngày hôm nay chúng ta đầu tư cho trí tuệ rồi nhưng mà chúng ta lại không ứng dụng thì lỗi là do do ai kết quả không về là do ai là do chúng ta không hành động thôi chúng ta học nhưng chúng ta không biến được cái tư duy đó thành tư duy của mình à cái niềm tin của người giàu thành niềm tin của mình thì dù chúng ta có học nhiều zoom đi chăng nữa chúng ta có học nhiều lớp phát triển bản thân đi chăng nữa nếu như mà chúng ta không ứng dụng thì chúng ta cũng không tạo ra cầm tiền đâu anh chị ha đó bài học này ngày hôm nay thủy dấn mạnh rất là kỹ cho anh chị rất là kỹ luôn nó là cái nền tảng để cho anh chị những cái bài học sau này À, những cái chiến lược sau này của anh chị. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta mà không ngộ ra cái điều đó, chúng ta không ngộ ra nha thì chúng ta sẽ không ứng dụng vào được những cái bài tập đằng sau đâu. Ngày hôm qua thì đã có chia sẻ cho anh chị có ba cái cấp độ để học. Thứ nhất là hiểu, thứ hai là biết và thứ ba là cấp độ ngộ. Cấp độ ngộ là cấp độ học là phải ứng dụng và phải tạo ra kết quả. Cho nên chính anh chị, anh chị phải chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình. Dù có thế nào đi chăng nữa thì cuộc đời của tôi cũng là do tôi quyết định. Nó không phải là do người khác, nó không phải là do nền kinh tế, nó không phải là do thách thức, nó không phải là do thị trường, nó không phải là do công ty hay là do nhân viên hay đối tác hay là khách hàng hay là do gia đình đâu anh chị. Mà nó chính là do tôi đây này. Do tôi, à, nó không phải là do ai. Đừng đổ lỗi, đừng bao biện cho cái sự kém, cho cái sự không phát triển bản thân của mình lên, à, cho cái sự không tài sở của mình lên anh chị. Nó là do mình đó mình không chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, mình không chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đó, mình đổ lỗi cho thị trường, nó không phải là do ai thủy khẳng định với anh chị, không phải là do công ty, không phải do nền kinh tế, hay không phải là do khách hàng đâu anh chị, cũng không phải là do gia đình đâu. Mà thành công của anh chị là chính bản thân của anh chị đó. À, anh chị viết giúp to, giúp thủy đi. Thành công của tôi là do chính tôi tạo ra. Yes. Đó. Chính bạn, nếu như mà bạn không chịu từ bỏ đi những cái người mà không được tích cực, những cái người mà không giúp cho anh chị thành công nặng thì anh chị không thay đổi, anh chị không tập trung cho cái việc phát triển tư duy gốc rễ của mình lên. Sau đó anh chị không hành động để tạo ra kết quả. Thì chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả được thì khẳng định với anh chị luôn. Cho nên hôm nay tại sao mình, mình Thủy bảo anh chị là không cần thành công để Thủy check xem, thì kiểm tra xem anh chị ứng dụng như thế nào thôi. À, đó, anh chị nào mà không có mình thành công chứng tỏ là tiền đang hút về mà tiền đang hút về thì chứng tỏ là chưa ứng dụng đơn giản vậy thôi. Còn anh chị mà ứng dụng nhé, thủy tự tin cho anh chị, thủy tự tin luôn là cái tiền đó của anh chị về liên tục. Thủy không cần biết là cái số tiền nó về nhiều hay là nó đăng nhiều nha, nhưng thủy cần chỉ cần biết là nó phải về. À, đó, anh chị ứng dụng là anh chị chắc chắn về. Thủy tin anh anh chị tin thủy đi. Ngày hôm nay chúng ta hãy quay lại bên trong của mình, hãy làm chủ cuộc đời của mình đi. À, được không ạ? Hãy chịu trách nhiệm 100% với cuộc đời của mình đi anh chị nha. Thì khẳng định không phải là do nền kinh tế đâu anh chị ạ. Đúng rồi, thành công của chính của tôi chính là do tôi. À, cho nên là chúng ta phải công nhận cái điều đó nha anh chị nha. Ai là người bắt đầu ngày hôm nay đây? Cho thì hỏi đây, bây giờ đây. Ai là người là bắt đầu? À, người ngoài kia bắt đầu à? Cái thành công của anh chị ngày hôm nay, cái tương lai của anh chị, đây là những gì ngày hôm nay anh chị bắt đầu. Vậy ai là người bắt đầu? Anh chị là người bắt đầu à? Hay là những người ngoài kia bắt đầu? À, đúng không ạ? Hay là chúng ta phải là bắt đầu chúng ta phải nhiều người à? Tôi phải à, giảm cân thì tôi mới bắt đầu kinh doanh. Đấy, rồi làm sao nhỉ? À, tôi phải có tiền thì tôi mới bắt đầu kinh doanh. À, đấy, rồi làm sao? À, tôi phải hoàn thành những gì trước lắm thì tôi mới bắt đầu. <laughs> Ừ. họ phải đợi họ phải lý do họ phải đợi, có cái lý do là tôi phải xong cái này rồi tôi con của chị là đang thi tốt nghiệp cho nên là chị phải à, chị phải cho con chị thi tốt nghiệp xong thì chị mới bắt đầu <laughs> đó chỉ là bao biện thôi anh chị ạ con thủy cũng đang thi kìa à, đấy đang thi tốt nghiệp tcsg anh chị ạ đi thi đại học luôn nha thi trường cambridge luôn á mà thủy cứ kệ cho học một mình cứ tự học thôi à, đó chứ lại còn đợi á không có cái chuyện đấy đâu à, đó cho nên là chúng ta hãy bắt đầu đi anh chị anh chị chỉ có 30 giây thôi thì hỏi anh chị từ lễ giờ chỉ có 30 second thôi là ai là người quyết định ai là người bắt đầu chúng ta là người bắt đầu hay là người khác là người bắt đầu hãy viết ra đi anh chị à, hãy viết ra đi anh chị tôi là người bắt đầu đúng rồi hãy viết ra đi khi bạn viết ra thì bạn mới quyết định được khi bạn viết ra thì bạn mới tập trung vào được À, đó đúng ngoại tôi chính là người bắt đầu không phải là chờ người khác bắt đầu không phải chờ người ta làm rồi thì mình mới bắt đầu không phải chờ người ta có kết quả rồi thì mình mới học theo no trong kinh doanh mà chúng ta như thế là chúng ta tạch rồi chúng ta vứt đi rồi bởi vì là khi mà chúng ta chờ người ta có kết quả chúng ta mới làm đó thì lúc đó thị trường nó đã bão hòa rồi chúng ta làm không có kết quả cao đâu chỉ là gọi là đủ ăn thôi thậm chí là chúng ta bị còn không đủ ăn luôn đó, đó. hãy viết ra đi anh chị và tuyệt đối không bao giờ được bỏ cuộc. Được không ạ? Phải đi tới cùng, phải hoàn thành tới cùng. Khi mục tiêu của mình đề ra là mình phải là người hoàn thành cuối cùng. Tuyệt đối không bao giờ được bỏ cuộc. Ngày hôm nay chúng ta đặt mục tiêu của chúng ta là 400 triệu. Mà bây giờ đến ngày cuối rồi chỉ còn 30 phút thôi cũng không được bỏ cuộc. Một phút cũng không được bỏ cuộc. Phải tập trung vào cái mục tiêu của mình. Tiền mình là người hút về cho nên chỉ còn 30 phút thôi chúng mình cũng vẫn hút tiền về tuyệt đối không được bỏ cuộc tuyệt đối nói là không đạt được thì từ đó đúng không ạ từ đó tiềm thức sẽ cắt đứt cái cây cầu nối của mình ngay bởi vì anh chị nhớ nhé anh chị đến với thủy này đến với nhóm đọc sách này là chúng ta đang cùng nhau học tập về sử dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn à đó cho nên khi mà chúng ta chỉ cần quyết định là chúng ta bỏ cuộc thì ngay lập tức là lúc đó là tiềm thức nó nghỉ ngơi ngay lập tức đó cho lần tuyệt đối chưa hết giờ Tuyệt đối chưa hết ngày Ngày hôm nay anh chị nào 20 triệu Ngày hôm nay anh chị nào 5 triệu Ngày hôm nay anh chị nào 400 nghìn Không sao cả đâu Vẫn tập trung vào mục tiêu của Thủy đi Tập trung hay nâng lên 20% cho Thủy đi tập trung vào con số tập trung con số từ giờ đến tối chỉ tập trung con số cho thủy đi tập trung con số tập trung con số tập trung con số cho thủy từ giờ đến tối thủy khẳng định với anh chị luôn nếu như mà nhá anh chị tập trung vào con số cho thủy tham gia vào những cái môi trường tích cực chỉ ở trong nhóm đọc sách của thủy và chip livestream thôi tiền của anh chị về ngay lập tức à 20% phần trăm dễ cực kỳ luôn anh chị đó đúng không ạ cho nên những gì mà anh chị đưa ra quyết định từ lúc đầu à thì dù rằng là cái quyết định đó mình biết là nó đi không dễ dàng, nó đi chưa được dễ dàng. Anh chị đang đi trên con đường đó, anh chị thấy nó không dễ dàng, nhưng tuyệt đối không bao giờ được bỏ cuộc. Bởi vì nếu như mà anh chị bỏ cuộc, thì anh chị phải làm sao? Lại phải bắt đầu lại từ đầu đó, lại phải bắt đầu lại từ đầu, lại phải leo dốc lại đó anh chị. Chúng ta có thể nhìn thấy là một cái cơ hội ở bên kia. Ôi dối bạn kia, bạn làm, bạn A bạn làm, bạn ấy đứng trên đỉnh núi bạn tuyệt vời quá nhưng chúng ta bỏ cuộc ở bên này chúng ta lại đi sang bên lĩnh vực kinh doanh đó chúng ta có phải leo dốc lại không thì hỏi anh chị chúng ta có phải leo dốc lại không ạ anh chị đang bò đến dự, gần đến đích của cái bên này rồi anh chị nhìn thấy bên kia à, thế là anh chị bỏ cuộc vậy anh chị sang bên kia anh chị anh chị đến đỉnh luôn à hay là anh chị phải leo từ dưới dưới dốc anh chị leo lên lại từ đầu tất cả đều phải leo lại hết cho nên đừng bao giờ bỏ cuộc bởi vì mình mà bỏ cuộc là mình phải leo dốc lại đó anh chị mình lại phải làm lại từ đầu đó anh chị ơi đó, cho nên hãy ghi ra những cái cảm xúc của anh chị đi. Cảm xúc anh chị đạt được, anh chị rất tuyệt vời như thế nào, anh chị sẽ cảm thấy vui như thế nào, anh chị cảm thấy hạnh phúc như thế nào, bố mẹ của anh chị được báo hiếu, anh chị báo hiếu tiền như thế nào, rồi về dinh dưỡng như thế nào để cho bố mẹ anh chị khỏe mạnh. Con anh chị học được trường Harvard, trường Cambridge, trường Oxford, những cái trường nổi tiếng của Anh Quốc đi anh chị ơi, của Mỹ đi anh chị. Hãy nghĩ đi, hãy tìm cho mình những cái lý do để mình không phải bỏ cuộc đi anh chị. Đúng không ạ? À, hãy tìm cho mình những cái lý do đi à, và nếu như mà chúng ta mà bỏ cuộc thì chúng ta lại phải leo dốc lại chúng ta lại phải bắt đầu đó anh chị đúng không ạ chúng ta hãy cảm thấy rất là tự hào chúng ta hạnh phúc chúng ta bình an chúng ta sung sướng như thế nào đấy bao nhiêu anh chị mong một cái điều này đến với mình anh chị bao nhiêu anh chị ạ thì ngay ngày hôm nay ngay lúc này ngay bây giờ chúng ta hãy hoàn thành những gì anh chị bắt đầu đi anh chị Chúng ta hãy hoàn thành những gì anh chị bắt đầu đi. Đó chính là cái bài học ngày hôm nay Thủy muốn gửi tới tất cả các anh chị. Hãy nhớ một điều nhé. Tất cả những cái điều mà chúng ta làm đều có lý do hết anh chị ạ. Đều có lý do. Bởi vì mỗi một việc chúng ta bắt đầu đều có một cái lý do. À đó. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có lý do thì chắc chắn là chúng ta không làm rồi. Đúng không ạ? Nếu như không có lý do thì chắc chắn chúng ta không làm rồi. Đó. Mỗi một hành vi đều có chủ đích tích cực và ngày hôm nay anh chị bắt đầu làm một cái việc gì đó là có một cái nguyên nhân một cái động lực nào đó để cho mình làm rồi anh chị nếu như mà nhé anh chị làm cái điều đó mà không có động lực thì khẳng định anh chị sẽ không có kết quả lý do mình không đạt kết quả là mình không có động lực đơn giản vậy thôi nhưng nếu anh chị biết anh chị làm cái điều đó à, đúng không ạ thì có được cái kết quả tuyệt vời ví dụ nếu như mà tôi thành công về tài chính tôi tự do về tài chính bố mẹ của tôi được du lịch năm sao này tôi phải thành công khi bố mẹ tôi tuổi đời nhanh hơn cái tuổi đời của bố mẹ tôi này à, tốc độ thành công của bạn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ này rồi khi mà tôi thành công này à, tôi có tài chính là con tôi học trường tốt hơn này học trường harvard học trường cambridge học trường oxford này những trường danh giá nổi tiếng trên thế giới này đó khi khi mà chúng ta có những cái suy nghĩ đó thì chúng ta mới bắt đầu đúng không ạ tôi phải trở lên thành công về giàu có bởi vì làm sao bởi vì để cho những cái người ngoài kia nó bớt khinh mình đi đúng không ạ mình phải trở lên thành công và giàu có để làm sao đây để làm sao để để chứng minh lại là nó chửi mình ngày hôm nay mình ngồi đây nè mình học nè nó đang chửi mình là đu dây điện đây này anh chị này đúng không ạ Các anh chị có bị chửi không thì hỏi thật anh chị anh chị có bị nói như thế không nói cho thủy nghe xem nào anh chị có bị nói không bao nhiêu anh chị nhận được poster của thủy ngày hôm nay là thủy đang mình thủy đang nhảy rùa trên dubai đó Đấy là lần thứ nhất thủy nhảy dù anh chị nha. Thì cái poster của thủy hôm nay chứng minh rất là nhiều điều luôn anh chị. Thì chứng minh rất là nhiều điều luôn. Khi mà thủy mới bắt đầu tham gia vào nhóm đọc sách, khi thủy học về tư duy của người giàu, khi thủy nói chuyện về những người giàu thì không có khinh ngai nhá, thủy xuất thân từ người chưa thành công mà. À, thủy xuất thân từ người chưa thành công nha thủy chỉ hướng dẫn anh chị là sống tốt hơn làm những cái việc tích cực hơn suy nghĩ tích cực hơn và học tư duy của người giàu để biến những cái tư duy đó thành tư duy của mình niềm tin của mình suy nghĩ của mình thì khi cơ hội đến mình sẽ nhìn theo góc nhìn của người giàu người giàu để mình đón nhận những cái cơ hội đó thôi à khi mà mình học cái đó thì người ta chửi mình quá trời luôn anh chị ạ à. và thủy chỉ có một mình thì chiến đấu ở anh quốc thôi sau đó là có chị hương sau đó có thêm em tú đấy là ba người ba người ở anh quốc chiến đấu với cả anh quốc luôn họ họ bảo thủy là nhảy dây đu dây điện anh chị biết không nhưng đến ngày hôm nay thì đứng ở trên bầu trời dubai thì nhìn xuống thì nhảy xuống sau ngoài nó về nó vẫn nói thủy anh chị ạ nó bảo thủy là sợ thế là lần sau thủy nhảy thêm một lần nữa anh chị thì có hai hai lần nhảy ở dubai rồi anh chị nhá. hè năm nay bây giờ thì vẫn chưa được ấm mùa hè nhưng bên thủy chỉ có 10 12 độ thôi Thế nhưng mà Thủy sẽ chờ trời ấm hơn một chút. Thủy sẽ chinh phục đầu bầu trời của Anh Quốc luôn. Thêm một lần nữa mình nhảy dù luôn anh chị. Đó. Thì khi mà mình thành công rồi đấy. Khi mình thành công rồi là cái câu trả lời ngọt ngào nhất. Vậy mình hãy tìm cho mình những cái động lực đi. Những cái người những hồi xưa ấy, nhà Thủy chưa giàu ấy nó khinh nhà mình đó anh chị. Rồi những cái lúc mà mình đi bố mẹ mình chưa được khỏe đó. Đi vào công viên đó. Nó vứt mình một góc đi cả. Không có tiền, không có đô la thần trưởng bắn. Mẹ Thủy làm bác sĩ. Mẹ Thủy phải mặc những cái áo blue trắng đó, đó. cùng ngành cùng nghề đấy để họ có thể uh, kiểu trông trước cho mình hơn ấy. nhưng mà không có đạn nhưng vẫn không ăn thua anh chị anh thử nghĩ lại những cái cảnh đó đi những cái cảnh mà gia đình mình không được khỏe bố mẹ mình không được khỏe đó Xong mình đi vào đó nó vứt mình một góc đó nó vứt mình góc nó không chăm cho mình đó khi à, đạn của mình có mình bắn thì người ta mới chăm cho mình đó thì mình nghĩ những cái điều đó đi anh chị những cái lúc mà mình không có tự do về tài chính đó anh chị ạ à, chúng ta hãy nghĩ những cái điều đó đi để chúng ta cố gắng hơn chúng ta lỗ lực hơn chúng ta hãy làm những cái việc mà chúng ta bắt đầu đi anh chị để mình có được một cái động lực mình đi tiếp à, được không ạ và khi mà chúng ta mong muốn làm thì chúng ta mới bắt đầu được chúng ta mới bắt đầu được và chúng ta nhớ nhá trên cái hành trình đó không phải lúc nào nó cũng dễ dàng thì khẳng định nó không phải là dễ dàng đâu đặc biệt là làm một cái gì cái việc mà anh chị chưa bao giờ làm thì chắc chắn là nó không dễ dàng yes nhưng mà chưa bao giờ làm thì có biết làm không thì hỏi chưa bao giờ làm thì có biết làm không? Chưa biết kỹ năng bao giờ có biết làm không? Nó chưa dễ đúng không ạ? Nó chưa dễ luôn. Chắc chắn là thách thức sẽ có, trở ngại sẽ có. Chắc chắn luôn anh chị. Thách thức có, trở ngại có. Nhưng điều quan trọng ở đây thì muốn nói với anh chị. Điều quan trọng đó chính là những cái lúc đó thì cái con người trách nhiệm bên trong anh chị này nó sẽ bị làm sao? À có những lúc là cái con voi rừng đến, nó đến nó nói chuyện với mình. Có những lúc luôn thì khẳng định con voi rừng nó đến, cái, cái, cái thử khách bên ngoài ấy cái cái những cái người người ta nói mình bên ngoài đấy nó đã là một phần để nó kéo mình ở lại rồi thế bây giờ này mình lại còn bị những con voi rừng nữa à, nó đến nó tác động nó lung lay đấy đúng không ạ cái nhóm số 1 đấy là cái đó chính là cái nhóm ở bên trong người anh chị đây này những cái tiếng nói nhỏ này những cái suy nghĩ tiêu cực bên trong của mình này những cái niềm tin giới hạn của mình này đó khi mà một cơ hội đến này nên nó nói mình như này này nó nói mình ấy, cái kẻ trộm này anh chị, thì gọi nó là kẻ trộm. À, rồi, kinh doanh đâu phải có bạn đâu. À, nhà người ta kinh doanh bao nhiêu năm rồi thì người ta mới thành công. Nhà mình không kinh doanh lấy đâu ra mà thành công. Đấy, nó nói như thế. Xong rồi nó nói mình không đủ giỏi đâu. Mình không đủ năng lượng đâu. Mình kinh doanh không thành công đâu. Mình không có kết quả đâu. Thôi làm làm cái gì, cẩn thận không bị chúng nó lừa đấy. Đấy, 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 anh chị có bị như thế không? Thì hỏi anh chị nhá mỗi một khi mà một cơ hội đến với anh chị nhá anh chị có bị cái tiếng nói nhỏ đó không thật lòng với nhau xem nào anh chị có bị những cái tiếng nói nhỏ đến nó đến nó nói với anh chị không nó bảo anh chị đừng làm nữa không có không ai cũng nói với em ok không chị đang nói không nói cái vấn đề là ai cũng nói với em mà chị đang nói cái con người bên trong em ấy là khi mà có một cơ hội đến với em đúng các bạn đi tìm những cái công việc các bạn đi khát khao các bạn đi tìm sự giàu có nhưng khi có một ai đó mang cơ hội đến cho bạn các bạn có tiếng nói nhỏ không? Hay là các bạn quyết định làm luôn? Có, có chứ, lo sợ chứ, đúng không ạ? Ví dụ như Thủy là một người đi làm công ăn lương đi, hoặc các bạn đi, đi làm mức lương ổn định đi. Thì khi mà có một cái cơ hội đến kinh doanh, bảo bạn là bây giờ phải nghỉ việc đi, đi sang kinh doanh này, lĩnh vực này tốt lắm. Mình có bị không? Mình lo lắng chứ. Một bên là mình được ăn lương ổn định, cứ đến tháng là lĩnh lương thôi. Còn một bên là mình lại phải ra đây, mình học từ đầu, mình bắt đầu lại từ đầu. Thì những cái tiếng nói nhỏ nó đến rất là nhiều rất là nhiều rất là nhiều nó sẽ đến và nó sẽ trộm đi những cái ước mơ những cái hoài bão những cái năng lượng những cái nhiệt huyết của các bạn nó đánh cắp đi ngay những cái điều mà anh chị muốn làm đó vậy bao nhiêu anh chị chúng ta ở đây chúng ta muốn biết cách xử lý cái tên trộm này này cái tên trộm ngoài kia ok mình không nói chuyện với người ta tuyệt vời cũng không sao đúng không nhưng mà cái tên trộm ở trong người mình như này làm sao mà mình đuổi được nó ra đây bao nhiêu anh chị muốn muốn À, thì mang đến cho anh chị cái bí kíp để anh chị xử lý cái cái tên trộm này chúng ta comment tôi giúp thì xem nào yes đúng rồi à, đó tuyệt vời quá hôm nay năng lượng anh chị nhớ hôm nay vui đó <laughs> hôm nay chia sẻ tiền nhiều lên năng lượng nói chuyện vui à, nhiều bí kíp hơn cho tất cả các anh chị tuyệt vời đó thì khi chúng ta bị làm sao chúng ta có được cái kiến thức này nhé chúng ta sẽ đuổi chúng nó đuổi ra rất là dễ Uhm, đó chúng ta đuổi rất là dễ luôn bởi vì ấy, anh chị lên miếu cho thỉ nhá anh chị là người làm chủ ngôi nhà của anh chị không phải ai khác đâu cho nên là những khi mà những cái tiếng nói nhỏ đó đó lót đến ấy anh chị phải đuổi lót ra thì anh chị mới làm chủ cuộc đời của mình được anh chị mới làm chủ ngôi nhà của mình được đúng không ạ anh chị mới nắm được cái quyền kiểm soát trong suy nghĩ của mình được thì lúc đó khi anh chị kiểm nắm được cái quyền kiểm soát trong suy nghĩ của anh chị thì anh chị mới nằm trong top 20% được. Bao nhiêu anh chị hiểu điều này comment tôi giúp thị. Chúng ta phải hiểu rất rõ nha là khi cái tiếng nói nhỏ đó đến chúng ta mà vẫn theo nó chúng ta không đuổi nó ra khỏi nhà đó thì chúng ta sẽ không bao giờ thành công đâu anh chị ạ. Chúng ta phải làm được cái điều này chúng ta phải là tôi là chủ nhà không phải bạn là chủ nhà nha tôi là chủ nhà tôi làm chủ cuộc sống của tôi tôi đang kiểm soát cuộc suy nghĩ của tôi được không ạ à, thì khi đó anh chị mới ở bên trong top 20 được ừ, đó chúng ta phải hiểu thực sự nha đó khi anh chị thực sự anh chị ứng dụng đó thì làm sao à thì sẽ anh chị sẽ đạt được cái cách đó còn nếu như mà thủy kể cho anh chị nhé mà trong tương lai anh chị gặp được những cái điều này chẳng hạn để anh chị có được cái cách anh chị đối phó lại với nó trong tương lai nha anh chị nha À, khi mà cơ hội đến mà những cái tiếng nói nhỏ đó nó đến với anh chị thì anh chị sẽ biết cách để anh chị đối phó lại đó và chúng ta phải ứng dụng được cái công thức này à, để làm chúng ta nằm trong cái top 20% thì đầu tiên anh chị phải làm sao luôn luôn năng lượng luôn luôn tích cực phải luôn hạnh phúc tự hào tự tin và cảm thấy mọi điều rất là tuyệt vời nếu như mà những cái chúng ta để những cái tiếng nói nhỏ những cái suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong con người của mình nó sẽ cướp đi cái năng lượng của mình à, thì không bao giờ mình thành công được nó sẽ chiếm đi cái niềm tin chiến thắng của mình đó thì tuyệt đối là không bao giờ thành công đâu anh chị thì khẳng định với anh chị luôn cho nên là ngay từ chính trong suy nghĩ của mình chúng ta đã thua rồi nếu như mà chúng ta để cái bọn nói nhỏ đó cái con voi rừng đó nó ở trong suy nghĩ của mình thì ngay chính trong suy nghĩ của mình mình đã thua rồi thì làm sao mà mình có thể là người chiến thắng đây anh chị? Mình không chiến thắng nổi cái con trong người mình này, chưa kể là giặc bên ngoài đâu. Giặc bên trong còn chưa chiến thắng nổi. Thì làm sao mà chiến thắng nổi cái giặc bên ngoài đây anh chị ơi? Cho thì hỏi nào, các triều đại ở bên ngoài nhé, họ có hùng cường, họ có đánh tan được giặc ngoại xâm ở, bên, hay không? Là ở bên trong của họ rất là đoàn kết, đúng không ạ? Họ phải chiến thắng bên trong của họ trước. Bây giờ bên trong không chiến thắng nổi, thì làm sao mà chiến thắng được ở bên ngoài đây anh chị? Nếu như mà người Việt Nam chúng ta không ở bên trong chúng ta đoàn kết thì làm sao mà chiến thắng được Pháp, thực dân Pháp đây? Làm sao mà đánh thắng được Mỹ đây anh chị? Vậy bây giờ cũng như vậy, tương tự trong suy nghĩ của anh chị. Anh chị không chiến thắng nổi những cái con voi rừng của anh chị, những cái tiếng nói nhỏ của anh chị. Ngay bên trong bánh chị, anh chị không chiến thắng. Thì làm sao mà anh chị chiến thắng bên ngoài đây? Đó, cho nên chúng ta cần phải làm chủ suy nghĩ, làm chủ cảm xúc của mình. Nếu như chúng ta muốn được thành công tôi làm chủ suy nghĩ, làm chủ cảm xúc của mình. Nếu tôi muốn thành công, anh chị viết giúp Thủy đi ạ. À? <laughs> ra quyết định đi anh chị. Khi anh chị viết là anh chị ra quyết định đó. Tôi làm chủ suy nghĩ, làm chủ cảm xúc của mình. Nếu tôi muốn được thành công. Đó. Cho nên chưa? Chúng ta phải làm chủ cuộc đời của mình anh chị ha. À, chúng ta phải làm chủ được cuộc đời của mình. Bao nhiêu anh chị hiểu cái bài học Thủy chia sẻ cho anh chị? Anh chị comment tôi giúp Thủy xem nào. Bao nhiêu anh chị hiểu được bài học này nha? Nếu như mà vấn đề cái suy nghĩ đó nó lấn áp mình, nếu như mà đến vấn đề cái người khách đó nó ở trong nhà mình, nếu như mà vấn đề nó làm chủ mình à đó, mình không làm chủ được suy nghĩ của mình thì mình không bao giờ thành công được đâu anh chị ạ. Yes, đúng rồi. Chúc mừng tất cả các anh chị em đã comment tôi nha anh chị nha. Thì biết nó không dễ dàng. À nó không phải là ai cũng có thể tốt nghiệp được. Nhưng anh chị tin thủy đi, khi anh chị vượt qua được nó chắc chắn anh chị thành công. Thì khẳng định với anh chị Ví dụ nhá, nếu như mà anh chị giảm cân, theo anh chị giảm cân có đơn giản đúng không ạ? Giảm cân chỉ đơn giản với người gầy thôi. Còn những người mập không bao giờ đơn giản đâu anh chị ơi, Thủy khẳng định với anh chị luôn. À, ngày xưa nhá, Thủy giảm cân dễ cực kỳ luôn, bây giờ giảm cân có đang dễ anh chị. Có 5 cân thôi mà mãi đang giảm đây. <laughs> đúng không ạ? Giảm cân không hề đơn giản nha anh chị nha. Đối với những người béo phì thì lại càng không đơn giản nó chỉ đơn giản với cái những người gầy thôi còn những người mà à, mà béo phì là không bao giờ đơn giản đâu đó muốn giảm cân thì phải tới phòng chim đúng không ạ muốn giảm cân thì phải ăn ít lại từ ba bữa thì chỉ ăn một bữa thôi muốn giảm cân thì không được ăn đồ dầu đồ mỡ đồ chiên đồ xào mà những cái đồ đó nó mới ngon muốn giảm cân chỉ ăn đồ hấp đồ luộc thôi à, nó có ngon không ạ à, bình thường ăn 10 cái đùi gà giảm cân thì phải làm sao ăn một cái đùi gà thôi à, đó đúng không ạ phải ăn ít lại ăn uống khôn ngoan hơn ăn uống có khoa học hơn không ăn đồ chiên không ăn đồ xào không ăn nào là người ta mình đi giảm cân đúng không Ơ trời ơi bên cạnh bạn mình ăn nào là cánh gà chiên mắm ôi trời ơi là là chè ba màu chè thực cẩm trời ngon rồi là gì nữa à, thì nhớ À, bánh xèo, ôi trời ơi, gì nữa, à, trà sữa, chân trâu đường đen, ôi trời đấy đấy giảm cân đấy, có dễ không anh chị? bao nhiêu sự, bao nhiêu những cái cái mà nó nó làm cho mình không thể giảm cân được. nhưng mà nếu như mà mình vẫn ăn, nếu như mà mình vẫn tiếp tục thì mình bị mập hay là mình giảm được cân anh chị? hay là mình giảm được cân anh chị? đó mình không thể giảm được cân đâu nha anh chị nha đó mình không thể giảm được cân đâu đó cho nên là mình phải làm sao mình phải xây goodbye bài nó mình bắt buộc mình phải xây goodbye bài đó nha anh chị nha thì mình mới giảm cân được đúng không ạ đó, cho nên là cái bài học của ngày hôm nay là anh chị phải làm sao đây anh chị anh chị phải về anh chị trong các trang mạng ngày hôm nay anh chị lọc hết cho thủy những cái người nào mà hay kêu ca phàn nàn oán trách họ đăng những cái bài không được tích cực đó mình ẩn bài của họ đi nếu như mà có thể nhá block luôn tuyệt vời hơn nữa nhá làm một cái mới đi thì đến với nhóm đọc sách nhá những người bạn của mình chơi ba mươi mấy năm thân lắm anh chị nhé thương lắm bỏ hết luôn vì làm lại cái cái trang mạng mới thì không nói tên được bởi vì trước mặt thủy đây là sáu cái màn hình ở sáu nơi luôn nên là anh chị thông cảm nhá thì những cái trang mạng đó anh chị thay lại hết cho thủy đi những cái trang mới đi anh chị hãy làm một cái điều gì đó mới đi thì mình mới có kết quả mới được đúng không ạ à? rồi chúng ta sẽ phải làm sao những cái tiếng nói nhỏ này những cái người nào mong rác sang nhà mình này nhìn thấy họ từ xa thì làm sao mũi né luôn giúp thủy đi mũi né luôn đi những cái câu chuyện đó đó có thể là làm cho anh chị cuốn hút bởi vì anh chị nghe bao nhiêu năm rồi nhưng nó lại không mang lại kết quả thành công cho anh chị có thể là anh chị nghe anh chị rất là bùi tai, có thể là anh chị xem những cái hình ảnh không tích cực anh chị thấy rất là hay, nó chỉ làm cho cái cảm xúc của anh chị thôi. À, nhưng mà nó lại không mang lại tiền và lợi nhuận đến cho anh chị được. Anh chị hãy bỏ đi giúp thì ngày hôm nay, được không ạ? Cái bài tập của ngày hôm nay mình phải bỏ đi thì mình mới thành công được. Và mình phải là người làm chủ suy nghĩ của mình, làm chủ hành động của mình, làm chủ suy nghĩ của mình. Khi cái tiếng nói nhỏ nó đến anh chị nha, cái tiếng nói nhỏ của nó đến, mình phải làm chủ được nó. Nếu như mà mình vẫn còn nghe lời nó, nếu như mà mình không hành động, nếu như mà mình cứ nghe lời nó thì mình sẽ không bao giờ được thành công đâu anh chị. Đúng không ạ? À còn mình làm như thế nào thì trong quá trình học từng ngày từng ngày mình sẽ được học những cái kiến thức, những cái tư duy trong kinh doanh để mình làm sao mình mình nghe nó bởi là bởi vì mình không hiểu biết. Mình nghe nó là mình bởi vì mình sợ lừa, mình không có kiến thức trong kinh doanh, tư duy trong kinh doanh, mối quan hệ trong kinh doanh, lời khuyên trong kinh doanh thì từng ngày từng ngày từng ngày một anh sẽ chị sẽ được học trong các chương trình zoom của các nhóm trưởng. Cũng như là chủ nhật tuần này nhóm trưởng Công Minh có một cái chương trình định hướng về công việc kinh doanh trực tiếp cho tất cả các anh chị em trong chương trình 90 ngày. Đó, về xu hướng kinh doanh kinh ngành nghề gì. Thì nếu như mà anh chị mong muốn có được cái sự thành công và giàu có khát khao thì chúng ta hãy đăng ký tham gia những cái chương trình đó để chúng ta được nghe trực tiếp cái định hướng chiến lược và hướng dẫn chúng ta kinh doanh ngành nghề gì, cái công việc kinh doanh đấy cho chúng ta. Nhưng chúng ta phải bỏ đi được, nhớ không ạ? Ngày hôm nay chúng ta không bỏ được thì chứng tỏ chúng ta không thành công, đơn giản vậy thôi. Còn nếu như mà chúng ta bỏ được, nó chưa dễ, đúng không ạ? Nó chưa dễ, giảm cân chưa dễ, bởi vì có rất là nhiều thứ xung quanh chúng hấp dẫn chúng ta. Giảm cân cũng như vậy, kinh doanh cũng như vậy học tập cũng như vậy nhưng nếu như chúng ta vượt qua được thì điều đó vô cùng là ngọt ngào, vô cùng là ngọt ngào đúng không ạ đó thì trên đây đó chính là cái bài chia sẻ của thì ngày hôm nay chỉ cần một tư duy thôi nhưng anh chị ứng dụng ngay ứng dụng luôn là anh chị ra kết quả ngay kết quả luôn đúng không ạ rồi bao nhiêu anh anh chị thấy bài học của ngày hôm nay rất là hay rất là chất lượng thì chúng ta hãy uh, comment là siêu hay cho thì xem nào dạ, yes. à. hôm nay rất là năng lượng luôn anh chị, à, có vẻ comment về tiền vui anh chị ha, à, ngày mai anh chị sẽ vào sớm nè, sau đó là anh chị sẽ comment tiền, thì sẽ à, đọc những cái tiền của anh chị lên, à, nếu như mà cái thời gian của mình nó dài đó, thì mình chia sẻ nó sẽ được cảm xúc hơn, sau này có nhiều cái bí kíp thì chia sẻ được cho anh trao hết lại cho anh chị hơn để anh chị ứng dụng để ra tiền ngay, ra tiền luôn nha anh chị ha. À, xin chân thành cảm ơn nhóm trưởng chủ tịch Huỳnh Ngọc Thanh Tú. Xin cảm ơn nhóm trưởng chủ tịch Ninh Công Minh, chủ tịch Văn Thông, chủ tịch Khắc Hùng. Chúng xin cảm ơn tất cả các anh chị em nhóm trưởng cùng tất cả các anh chị em ngày hôm nay chúng ta đã ngồi chia nghe chia sẻ bài chia sẻ của Thủy à, chúng ta về chúng ta nhớ ứng dụng nha và chúng ta gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người bạn của mình, những người gửi cho mình những cái đường link đó anh chị. À, đó đấy mới là những quý nhân phù trợ của anh chị để giúp cho anh chị biết đến một môi trường tuyệt vời như thế này. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và chúc tất cả các anh chị chúng ta làm sao tập trung vào mục tiêu của mình từ giờ đến tối vẫn còn rất là nhiều thời gian số tiền hút về cũng rất là nhiều luôn tập trung vào con số tập trung vào con số để tối nay chúng ta cùng nhau ăn mừng thành công nha. Rồi xin chân thành cảm ơn và xin chào tất cả các anh chị đó, cảm ơn tất cả các anh chị.